Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2501. Kiểu chém giết quyết đoán và thần uy hùng mạnh kia đâu phải là thứ mà những kẻ chỉ biết dựa vào đan dược mới đột phá lên được có thể so bì nổi. Thành Vĩ ban nãy vẫn còn hống hách, chỉ mới bị Đông Phương Tuyết Ngưng liếc nhìn một cái đã sợ tới độ tiểu cả ra quần, quỳ phịch xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy Đông Phương Tuyết Ngưng khẽ cong năm ngón tay, túm lấy Ngô Lân đang ở bên trong cái hố lớn hình người. Vào khoảnh khắc Ngô Lân nhìn thẳng vào mắt của Đông Phương Tuyết Ngưng, trong lòng hắn chợt dấy lên cơn rét lạnh không tên. Không, đó là hơi thở của chết chóc. Đừng thấy hai người họ đều ở cảnh giới thiên thần một sao mà lầm, thực tế Đông Phương Tuyết Ngưng phải trải qua vô số lần đại chiến mới đột phá lên được cảnh giới thiên thần. Chỉ dựa vào những nỗi khổ cực mà cô ta từng nếm trải và những trải nghiệm đã qua thì đều vượt xa so với tưởng tượng của một kẻ yếu ớt như Ngô Lân. Đối với Đông Phương Tuyết Ngưng mà nói, giết hắn chẳng qua chỉ cần một cái vung tay mà thôi. Mặc dù thế lực của nhà họ Ngô rất lớn mạnh, quan hệ rộng khắp nhưng so với mạng lưới quan hệ của bốn gia tộc lớn thì cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Chỉ là hắn nghĩ nát óc vẫn không hiểu được tại sao Đông Phương Tuyết Ngưng lại phải giúp Tiêu Chính Văn. Không phải hắn chỉ là ông chủ của một tiệm ngọc thôi sao? Vì một nhân vật nhỏ bé như vậy, Đông Phương Tuyết Ngưng lại không tiếc lật mặt với nhà họ Ngô. Còn kinh ngạc hơn cả hắn là hai người Chu Lâm Lâm và Trần Hân. Bọn họ không thể ngờ được Đông Phương Tuyết Ngưng lại ra tay mạnh mẽ tới thế, hơn nữa lại còn đứng về phía Tiêu Chính Văn. Xin lỗi anh Tiêu đi. Giọng nói của Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng như xương, như thể vang lên từ dưới 9 tầng địa ngục, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Xin lỗi, tôi sai rồi. Ngô Lân vừa dứt lời, Đông Phương Tuyết Ngưng đã giơ chân đá vào đầu gối của hắn. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Ngô Lân lập tức rú lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Tôi bảo anh quỳ xuống xin lỗi. Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng lên tiếng, thậm chí mỗi một từ cũng đều ngập tràn sát khí. Phịch, Ngô Lân quỳ lên trên mặt đất, chỉ là một bên chân của hắn đã gãy nát. Mặc dù hắn rất muốn kêu rên, nhưng lại bị sát khí của Đông Phương Tuyết Ngưng dọa cho phải ngậm chặt mồm. Còn cả mấy người, quỳ xuống xin lỗi hoặc là chịu chết. Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng lên tiếng. Mấy người từ Thanh Thanh nghe thấy lời này thì không khỏi phát run. Mấy người khi trước hống hách cao ngạo thậm chí còn chẳng do dự một giây đã quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Chương 2502. Nhìn đám người đồng loạt quỳ xuống trước mắt mình, Đông Phương Tuyết Ngưng cười lạnh lùng nói cho tôi biết mấy người lấy đâu ra cảm giác bản thân hơn người. Cả đám mấy người rất ghê sớm sao? Chỉ dựa vào mấy người mà cũng xứng diễu võ dương oai trước mặt anh Tiêu hả? Đông Phương Tuyết Ngưng bừng bừng lửa giận, một tia sáng sắc lạnh lóe ra từ trong lòng bàn tay của cô ta. Phụp, Thành Vĩ hóa thành một đống thịt vụn, thậm chí còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào. Đắc tội với cô thì to tát lắm à? Một giây sau, Đông Phương Tuyết Ngưng giơ tay túm chặt lấy cổ của Từ Thanh Thanh. Cứu, mãi tới bây giờ, Từ Thanh Thanh mới thấy hối hận tột cùng. Bản thân nên nghe theo lời khuyên can của Trần Hân, nhưng giờ đây đã muộn rồi. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Từ Thanh Thanh, Trần Hân đang định lên tiếng. Bụp, chỉ thấy một màn bụi máu bắn ra tung tóe xung quanh người Đông Phương Tuyết Ngưng. Cuối cùng Từ Thanh Thanh cũng chẳng được chết toàn thây. Ực, những người đang có mặt đồng loạt nuốt nước bọt. Thế nào gọi là chém giết quả quyết? Trong nháy mắt, Đông Phương Tuyết Ngưng đã liên tiếp giết chết hai người ngay trước mặt Ngô Lân. Một người trong số đó còn là bạn gái của hắn Từ Thanh Thanh. Tất cả mọi người đều sợ phát run, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tôi bảo mấy người xin lỗi, điếc hết rồi à? Đông Phương Tuyết Ngưng vừa nói dứt lời, mọi người liền vội vàng đồng thanh hô lên, xin lỗi. Anh Tiêu, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi chính là một lũ khốn nạn. Anh Tiêu, xin tha mạng. Nhất thời, tất cả mọi người bao gồm cả Ngô Lân đều dập đầu van xin giống như gà mổ thóc. Nhớ kỹ, ai dám bất kính với anh Tiêu thì sẽ có kết cục y như người này. Cùng lúc giọng nói vang lên, lại thêm một người nữa hóa thành bụi máu. Gần như tâm trạng của tất cả mọi người đều sụp đổ, điều này quá khủng khiếp. Cút, cùng với tiếng hét phẫn nộ của Đông Phương Tuyết Ngưng, Ngô Lân thậm chí còn chẳng buồn bận tâm tới vết thương trên chân, vừa lăn vừa bò để tháo chạy. Đám người đi cùng với hắn cũng bỏ chạy khắp bốn phía. Chương 2503. Anh Tiêu, năm đó Tuyết Ngưng không hiểu chuyện, nhiều lần đắc tội với anh, xin anh Tiêu nhận của Tuyết Ngưng một lạy.
Đông Phương Tuyết ngưng quỳ một chân xuống đất, cúi lạy trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ tay đỡ Đông Phương Tuyết ngưng đứng dậy, khẽ gật đầu nói, ừ, không tệ. Đi theo tôi, nói xong, Tiêu Chính Văn giống như một người ngoài cuộc quay người bước về phía sân sau. Đông Phương Tuyết ngưng hít sâu vào một hơi rồi cũng nhanh chân bước theo. Lúc một mình cô ta đối diện với ba cường giả cảnh giới thiên thần một sao của Âu Lục, Đông Phương Tuyết ngưng mới thật sự hiểu ra trận chiến tại Âu Lục của Tiêu Chính Văn năm đó không hề dễ dàng. Cũng càng thêm hiểu ở trong mắt mấy gia tộc lớn ở Âu Lục thì rốt cuộc người Hoa Quốc có dáng vẻ ra sao. Trước đây, Đông Phương Tuyết ngưng vẫn luôn thấy tự hào khi có thể gả vào một gia tộc giàu có ở Âu Lục. Thế nhưng khi cô ta thật sự hiểu ra đối phương chẳng qua chỉ xem mình như một món đồ chơi thì mới bừng tỉnh ngộ. Nước mạnh thì dân mạnh, đây là chân lý vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Kể từ khoảnh khắc đó, Đông Phương Tuyết ngưng đã khắc khổ tu luyện, hơn nữa còn từ chối hôn sự mà gia tộc Đông Phương đã định đoạt cho cô ta. Sau khi linh khí khôi phục, cô ta đã vô số lần ra mặt vì những người Hoa Quốc đang ở Âu Lục, thậm chí không ngại đắc tội với mấy thế gia lớn của Âu Lục, khiến cho đối phương cử cao thủ ở cảnh giới thiên thần tới truy sát. Dù là như vậy, Đông Phương Tuyết ngưng cũng chưa từng rút lui nửa bước. Tiêu Chính Văn đều biết những chuyện này. Điện Thần Long phân bố khắp toàn cầu, có thể nói mọi nơi trên thế giới đều có tai mắt của Điện Thần Long. Mà khí thế mạnh mẽ của Đông Phương Tuyết ngưng vừa xuất hiện đã giúp cô ta lập tức lọt vào trong tầm mắt của Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, năm đó bề trên trong nhà nhất thời bị ma xui quỷ khiến mà làm ra hành động phản quốc, thật đúng là điều không nên. Tuyết ngưng thay mặt các bậc bề trên trong nhà cảm ơn anh Tiêu đã tha cho tội chết. Chuyện năm đó, Đông Phương Tuyết ngưng là người biết hết sự tình, đương nhiên hiểu rõ mọi hành động của nhà họ Đông Phương đã chạm tới giới hạn. Biết sai mà sửa là tốt rồi. Xem ra mấy năm nay cô đã thay đổi rất nhiều. Tiêu Chính Văn nói hết sức bình tĩnh, tiện tay đưa một tách trà cho Đông Phương Tuyết ngưng. Đông Phương Tuyết ngưng vội vàng giơ hai tay ra đỡ lấy, nói với vẻ hổ thẹn, anh Tiêu, mãi tới 4 năm trước tôi mới thật sự hiểu ra tấm lòng của anh Tiêu. Hoa Quốc là Hoa Quốc chỉ bởi vì trái tim con dân Hoa Quốc hướng về quốc gia cường thịnh thì chúng ta mới được người ngoài tôn trọng. Bất cứ một người dân Hoa Quốc nào cũng tuyệt đối không được cho phép người khác mạo phạm tới mình. Đáng tiếc, năng lực của tôi yếu kém, không thể giống như anh Tiêu khiến cho Hoa Quốc nở mày nở mặt, thật sự hổ thẹn quá. Những lời này quả thực thốt ra từ tận đáy lòng của Đông Phương Tuyết ngưng. Chỉ có những người đã trải qua sinh tử mới hiểu thế nào là ranh giới sống chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2504. Có thể nói lần này Đông Phương Tuyết ngưng đột nhiên trở lại Hoa Quốc cũng là do bất đắc dĩ. Trước đây lấy một địch ba, Đông Phương Tuyết ngưng đã bị trọng thương. Mà mấy gia tộc lớn lại âm thầm phái cao thủ với ý đồ dồn cô ta vào chỗ chết. Nếu như không về nước thì Đông Phương Tuyết ngưng cũng chỉ còn đường chết mà thôi. So với Tiêu Chính Văn của mấy năm trước, Đông Phương Tuyết ngưng căn bản không thể làm được việc một người áp chế cả một quốc gia. Chuyện năm xưa đều qua cả rồi. Cô nhận lấy viên phá cảnh đan này đi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa rút ra một cái bình sứ từ trong lòng, lấy ra một viên phá cảnh đan rồi đưa cho Đông Phương Tuyết ngưng. Anh Tiêu, tôi không thể nhận. Mọi hành động ngày hôm nay chỉ là vì đám hèn hạ đó căn bản không xứng làm bạn với anh Tiêu, giết bọn chúng là để răn đe đám người kia. Hòa bình bây giờ của Hoa Quốc là nhờ biết bao nhiêu người dùng xương máu để đổi lại, mục đích chính là để cho muôn dân có thể an cư lạc nghiệp. Tuyệt đối không thể để cho đám cậu ấm cô chiêu kia tùy tiện làm bừa. Đông Phương Tuyết ngưng hoang mang từ chối. Không, tôi cho cô phá cảnh đan không phải vì hành động ngày hôm nay của cô. 3 năm trước, vì cứu giúp một cặp vợ chồng Hoa Duệ mà cô đã đắc tội với 3 gia tộc lớn của Âu Lục, 3 cường giả ở cảnh giới thiên thần uy hiếp cô giao nộp 2 người họ thì sẽ tha cho cô được sống. Thế nhưng cô liều chết không nghe theo, lại còn đánh giết 3 người họ tới dưới chân núi Anos. Người cô cứu chính là một nhà sinh vật học của Hoa Quốc chúng ta, bất cứ ai dốc sức vì Hoa Quốc thì đều là chiến hữu của Tiêu Chính Văn tôi. Viên phá cảnh đan này có thể giúp cô sớm ngày bình phục. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhét viên phá cảnh đan đó vào trong tay Đông Phương Tuyết ngưng. Anh Tiêu, Đông Phương Tuyết ngưng nghe thấy 2 chữ chiến hữu thì cảm động tới mức nước mắt lưng tròng. 2 chữ này chính là sự khẳng định tốt nhất về cô ta. Sao cô lại tìm tới đây được thế? Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn Đông Phương Tuyết ngưng.
Nghe Tiêu Chính Văn hỏi, Đông Phương Tuyết Ngưng mới cười khổ nói, là Trương Lăng Phong, anh ta nói bị anh cướp mất hoa tử tiêu, trong lòng ấm ức vô cùng. Hơn nữa đám người Ngô Lân lại quá nghênh ngang, muốn người ta không chú ý tới cũng không được. Cả hoa quốc này, người có thể không coi đám người Ngô Lân ra gì, ngoại trừ anh Tiêu ra thì e rằng không có người thứ hai nữa. Vậy nên tôi mới bám đuôi theo tới tận đây. Anh Tiêu, năm đó anh, chỉ mới vài năm ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn khác xa so với người đàn ông bá đạo, chém giết quả quyết mà cô ta quen biết khi trước. Thậm chí loại người như Ngô Lân lớn giọng trước mặt mà Tiêu Chính Văn cũng có thể nhẫn nhịn được. Điều này nói lên rằng, Tiêu Chính Văn cũng bị trọng thương trong trận chiến với cường giả vùng ngoài lãnh thổ năm xưa. Ngoài ra, bây giờ cô ta hoàn toàn không thể cảm nhận được hơi thở của cường giả từ trên người Tiêu Chính Văn nữa. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này nên Tiêu Chính Văn mới lựa chọn ở ẩn. Dù gì anh cũng là một nhân vật trong truyền thuyết, chỉ cần anh vẫn còn sống thì đã đủ để trấn áp những kẻ có mưu đồ bất chính. Chương 2505. Vừa nghĩ tới tất cả những việc mà Tiêu Chính Văn đã làm cho Hoa Quốc, thậm chí là cái giá quá lớn phải trả cho chuyện này, trong lòng Đông Phương Tuyết Ngưng cũng không khỏi thấy hơi chua xót. Anh hùng một thời cũng khó tránh khỏi tới lúc thất thế. Trong mắt Đông Phương Tuyết Ngưng lóe lên vẻ đau buồn. Nhớ năm đó, Tiêu Chính Văn có khí thế lớn mạnh tới độ nào, chỉ cần một mình đã áp chế cho cả Âu Lục không ngóc đầu lên nổi. Đơn phương độc mã đánh giết các nước, dùng tư thế anh hùng máu nhuộm khắp muôn nơi để xưng danh cho Hoa Quốc. Thế nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn lại giống như một người bình thường, trốn ở nơi nhỏ bé nghèo nàn như Sơn Thành, sinh sống nhờ một cửa hàng bán đồ ngọc, trong lòng Đông Phương Tuyết Ngưng không có chút hào hứng muốn báo thù nào. Ngược lại còn cảm nhận được một nỗi u buồn không tên. Trầm mặc mất một lúc, Đông Phương Tuyết Ngưng mới lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiêu Chính Văn, nói, anh Tiêu, đây là số điện thoại của tôi, nếu như còn có người to gan dám mạo phạm thì tôi sẽ tới bất cứ khi nào, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại. Tiêu Chính Văn liếc nhìn tấm danh thiếp, bình thản cười nói, không cần, tôi nhận ý tốt của cô là được rồi. Anh Tiêu, mặc dù bây giờ uy danh của bốn gia tộc lớn đã không còn nữa, có điều vẫn đủ để áp chế mấy kẻ nhỏ bé như Ngô Lân. Nếu như, tôi nghĩ chắc là bọn họ sẽ không tới nữa đâu, cô trở về tĩnh dưỡng cho khỏe đi, so với Trương Lăng Phong thì tôi càng đề cao cô hơn, đừng làm tôi thất vọng. Nói xong, Tiêu Chính Văn nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Ôi, Đông Phương Tuyết Ngưng nặng nề thở dài một hơi, cất danh thiếp đi sau đó nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ lo âu. Gần đây, cao thủ trong số cường giả vùng ngoài lãnh thổ cũng sắp sửa trở về thế tục, nếu như lại đặt chân tới Âu Lục, cô phải thật cẩn thận, không được sơ suất. Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống rồi nhắc nhở. Anh Tiêu, thật ra lần này tôi trở về là do nhận được lời mời của một vị cao nhân. Đông Phương Tuyết Ngưng nói rồi lấy ra một tấm lệnh bài bằng bạc, bên trên chỉ có một con mắt và một tòa kim tự tháp. Phái Quang Minh, cô đang nói tới Hạo Thiên Sáng Thế Chủ à? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Kể từ lần trước, sau khi chia tay với Hạo Thiên, Tiêu Chính Văn cũng không còn gặp lại người này nữa. Không sai, chính là người này. Hơn nữa bây giờ người này đang ở Hoa Quốc chúng ta, tôi không hiểu với thân phận của ông ta thì tại sao lại hẹn gặp tôi làm gì. Đông Phương Tuyết Ngưng nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Chính Văn hít sâu vào một hơi, nói. Hạo Thiên không đơn giản như thế. Cô phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với người này để tránh bị ông ta lợi dụng. Theo tôi được biết, ông ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm di tích Long tộc, nếu như cô biết điều gì thì tuyệt đối đừng nói với ông ta. Tiêu Chính Văn cẩn trọng nhắc nhở. Cảm ơn anh Tiêu đã nhắc nhở. Đông Phương Tuyết Ngưng đứng dậy chắp tay nói. Còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không kể cho bất cứ ai biết chuyện mình gặp được anh ở đây. Đông Phương Tuyết Ngưng do dự một lát rồi bổ sung thêm câu. Chương 2506. Thật ra cho đến nay, các nước trên thế giới đều đang bí mật điều tra tung tích của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, vài năm trước, Tiêu Chính Văn đã vi phạm ý nghĩa của Thiên Đạo Minh Ước, giết hơn chục cường giả ngoài lãnh thổ. Điều này đã khơi dậy lòng căm thù của Thiên Đạo Minh Ước với Tiêu Chính Văn. Nếu người của Thiên Đạo Minh Ước biết được tung tích của Tiêu Chính Văn thì bọn họ nhất định sẽ phái cao thủ bán bộ nhân vương cấp 1 đi truy giết anh. Mặc dù vài năm trước, Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới thiên thần. Nhưng cảnh giới bán bộ nhân vương đâu dễ đột phá như vậy.
Ngay cả rất nhiều vị tiền bối của các danh sơn giờ cũng dừng lại ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, không thể tiến thêm được chút nào. Cho dù Tiêu Chính Văn có xuất sắc thế nào thì anh cũng chỉ là một con người, không thể đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương lúc mới hơn 20 tuổi. Hơn nữa, cho đến bây giờ, ân oán giữa Tiêu Chính Văn và năm đại danh sơn vẫn chưa kết thúc. Sở dĩ năm đại danh sơn vẫn không có động tĩnh gì là vì bọn họ vẫn chưa tìm ra được tung tích của Tiêu Chính Văn. Một khi tung tích của Tiêu Chính Văn được công khai thì chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ bị đuổi cùng giết tận. Chính vì cân nhắc đến sự an toàn của Tiêu Chính Văn cho nên Đông Phương Tuyết Ngưng mới quyết định giữ bí mật này cho Tiêu Chính Văn. Bước đến cửa tiệm ngọc, Đông Phương Tuyết Ngưng quay đầu nhìn lại, cuối cùng thở dài một hơi rồi xoay người rời đi. Đông Phương Tuyết Ngưng rời đi chưa đến 10 phút thì Chu Lâm Lâm lại chạy ra sân sau, vẻ mặt hoảng sợ nói, anh Tiêu, không hay rồi, lại có người tới tìm anh. Hả, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Từ biểu hiện của Chu Lâm Lâm, không khó nhìn ra lai lịch của người kia nhất định không tầm thường. Bảo người đó đến sân sau gặp tôi. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Chu Lâm Lâm do dự một hồi, định nói mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời Tiêu Chính Văn, dẫn một ông lão ra sân sau. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn về phía ông lão rồi khẽ gật đầu. Mặc dù nhìn ông lão khoảng ngoài 80 tuổi, nhưng tuổi thực của cụ ta chắc chắn còn hơn thế. Hơn nữa, cử chỉ và điệu bộ của ông lão đều mang một cảm giác hòa nhã không gì sánh được. Điều này cho thấy ông lão này ít nhất cũng có thực lực đạt cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm ông lão cũng nhìn Tiêu Chính Văn, cho đến khi đến gần, ông lão mới chắp tay nói với Tiêu Chính Văn, này cậu bạn, trước đây tôi đã đắc tội với cậu, đều trách tôi già rồi hồ đồ, cho nên mới phái hai tên ngốc đến trước. Chương 2507. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong cậu hãy rộng lượng bỏ qua. Không ngờ ông cụ quý vừa vào đã xin lỗi, điều này vượt quá ngoài dự liệu của Tiêu Chính Văn. Thực ra sau khi đám người Quý Thiên Hà xuất phát, trong lòng ông cụ quý thầm hối hận. Dù sao đám người Quý Thiên Hà đều đã quen với việc được mọi người tôn kính, một khi Tiêu Chính Văn tỏ thái độ quá lạnh lùng thì hai người bọn họ sẽ không hài lòng. Nếu hai bên động chân động tay thì hậu quả rất khó lường. Vì vậy cụ ta mới vội vàng đến đây. Ông khách khí quá rồi. Mời ngồi, Tiêu Chính Văn làm động tác mời ông cụ quý. Ông cụ quý khẽ gật đầu, ngồi xuống ngay đối diện Tiêu Chính Văn. Hai, đều tại tôi ngày thường quá dung túng cho bọn họ, trước khi đi, tôi cũng đã trách mắng Quý Thiên Hà và Quý Hải, đường đường là nhà họ Quý, sao có thể thất lễ như vậy được. Cũng may là cậu có tấm lòng rộng rãi, chắc cũng sẽ không so đo tính toán giống hai người họ. Sau khi ông cụ quý ngồi xuống, cụ ta nói lảng sang chuyện khác. Đồng thời cẩn thận quan sát từng động thái của Tiêu Chính Văn. Không sao, chắc ông đến đây không phải chỉ để xin lỗi đâu nhỉ. Tiêu Chính Văn nói rồi đưa cho ông cụ quý một tách trà. Thấy Tiêu Chính Văn chủ động hỏi, ông cụ quý suy nghĩ một lát rồi cười nói, kỳ thực tôi vẫn đến đây vì chuyện trước kia, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ tặng cho cậu hai đóa hoa tử tiêu. Ông cụ quý vừa nói vừa cẩn thận lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Lúc ông cụ quý mở chiếc hộp gỗ ra, một mùi thơm ngây ngất lòng người bay thẳng vào mũi. Ngay cả gia tộc lớn như nhà họ Quý thì hoa tử tiêu cũng vô cùng quý giá. Mặc dù nói linh khí đã khôi phục, khắp nơi đều có hoa tử tiêu sinh sôi, nhưng muốn hái được hoa tử tiêu thì không chỉ phải tranh giành với người mà còn phải chiến đấu với dã thú trên núi. Hơn nữa, mỗi đóa hoa tử tiêu đều mọc trong núi sâu, việc thu hái bằng sức người cũng khó như lên trời. Tiêu Chính Văn liếc nhìn hai đóa hoa tử tiêu, khẽ lắc đầu nói, ông cụ quý, tôi nghĩ chuyện này không cần nói thêm nữa, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi sẽ không mạo danh thay thế bất cứ ai. Thấy Tiêu Chính Văn không hề có động tĩnh gì, ông lão trầm tư hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng lên, cúi đầu ba lần trước Tiêu Chính Văn. Ông cụ quý, ông làm vậy là có ý gì? Tiêu Chính Văn vội vàng đứng dậy đỡ ông cụ quý. Có một số chuyện, tôi không tiện nói rõ. Nhưng bây giờ Hoa Quốc quả thực đang rơi vào cảnh lâm nguy, cao thủ các nước lần lượt trở về, uy danh của vua Bắc Lương năm đó lại bị các đại danh sơn bôi nhọ. Bây giờ, ngay cả những thế lực trên thế giới từng kính sợ vua Bắc Lương cũng đã nóng ruột muốn đứng lên thử. Hiện giờ, cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương và cảnh giới nhân vương vẫn chưa trở về,
Hoa Quốc đã không thể chống đỡ nổi bất kỳ cuộc chiến nào nữa. Một khi khai chiến thì người chịu khổ sẽ là ngàn vạn người dân của Hoa Quốc. Chương 2508. Năm đại danh sơn và các môn phái võ tông đều chỉ lo việc nhà mình, bọn họ chẳng hề quan tâm đến tương lai của Hoa Quốc. Hơn nữa, bọn họ cũng giống như cường giả các nước khác, luôn muốn tìm kiếm năm trái tim rồng và tiết lộ bí mật của di tích Long tộc. Tuy nhiên, Hoa Quốc là Hoa Quốc của nhân dân, tuyệt đối không thể chiến tranh xảy ra lần nữa ở Hoa Quốc. Điều duy nhất có thể trấn áp bốn phương lúc này chỉ có danh tiếng của Bá Thiên ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng đáng tiếc là Bá Thiên đã mất, không còn làm được gì cho người dân Hoa Quốc nữa. Bây giờ, tuổi tác của tôi đã cao, lòng có thừa mà sức lực không đủ, nhưng tôi cũng hy vọng cậu hãy vì lợi ích của ngàn vạn người dân Hoa Quốc mà đồng ý chuyện này. Ông cụ quý nhìn Tiêu Chính Văn bằng đôi mắt ngấn lệ. Tiêu Chính Văn hít một hơi thật sâu nói, ông cụ quý, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông, nhưng tôi không thể rời đi trong lúc này được. Thực tình chẳng dám giấu ông, trong gia đình tôi có một cuốn sách cổ, trước khi lĩnh hội được ra điều kỳ diệu trong đó thì tôi không muốn đi đâu cả. Trong thời gian này, Tiêu Chính Văn đã học hỏi thêm được những điều mới ghi trong Thiên Sơn Thư Lục, vừa lúc đến thời khắc then chốt. Nếu không phải Chu Lâm Lâm và nhà họ Chu gặp nguy hiểm thì Tiêu Chính Văn sẽ không đến Thiên Sơn. Càng không có khả năng nhận lời nhà họ Quý. Để bảo vệ Hoa Quốc, không thể chỉ dựa vào danh tiếng của một vài người, tốt nhất vẫn nên dùng thực lực để nói chuyện. Thực ra đây cũng là ý của Thiên Tử. Trước khi tôi đi, Đại trưởng Lão Võ Tông và Tổng Tư lệnh Tần đã đến nhà họ Quý tìm tôi, tình hình hiện nay thật sự không mấy lạc quan. Âu Lục và Mỹ Lục đều đang bí mật điều động quân đội, hơn nữa cao thủ võ đạo hai bên cũng đang bí mật tập hợp, nếu còn cách khác thì chúng tôi sẽ không bao giờ làm khó cậu. Ông cụ quý nắm lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Thiên tử, điều binh, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày. Gần đây, Âu Lục và Mỹ Lục quả thực đang tăng cường binh lực quân sự. Từ một tháng trước, Tiêu Chính Văn đã nhận được báo cáo từ Điện Thần Long. Chỉ là trong khoảng thời gian đó, đúng lúc Tiêu Chính Văn lĩnh hội được điểm quan trọng của trận pháp, cho nên anh cũng không để tâm đến chuyện này. Đúng vậy, hiện giờ Thiên Tử đã bí mật hạ lệnh cho quân Phá Long tiến về chiến khu Tây Bộ, đồng thời, hải quân cả nước cũng đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Có thể nói, chiến tranh sắp xảy ra, và thời gian không còn nhiều nữa. Ông cụ quý không hề giấu giếm. Nói hết những lời Tần Vũ và Đại trưởng Lão Võ Tông đã nói cho Tiêu Chính Văn. Ngay cả nỗi lo lắng của Thiên Tử về chuyện này cũng nói ra hết. Chương 2509. Nghe vậy, tâm trạng của Tiêu Chính Văn liền trùng xuống. Quả thực, anh cũng lo lắng như Thiên Tử, Hoa Quốc hiện nay không thể chiến đấu. Được rồi, nhưng thần thái của tôi và Tiểu Thái Tông không giống nhau, hơn nữa giọng nói cũng không giống, vì vậy cậu yên tâm. Tổng Tư lệnh Tần đã chuẩn bị xong hết rồi. Tiêu Chính Văn còn chưa kịp nói xong, ông cụ quý đã đặt một chiếc mặt nạ da người vào tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc nhìn chiếc mặt nạ da người trong tay, quả nhiên là tay nghề của Hắc Băng Đài. Ông cụ quý, tôi có thể đồng ý chuyện này, nhưng tùy tiện để mọi người biết Tiểu Thái Tông vẫn còn sống, hơn nữa còn đang ở Hoa Quốc không phải là hành động thông minh. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa suy nghĩ, tôi đề nghị. Trước tiên hãy tung hỏa mù để lan truyền tin đồn, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, mà đợi các thế lực đích thân đến kiểm chứng. Ông cụ quý nghe vậy, khẽ cau mày, ý của cậu là gì? Kéo dài thời gian, việc bọn họ phái người đến kiểm tra cũng rất mất thời gian. Điều này tốt hơn nhiều so với việc bọn họ xông lên thách thức Tiểu Thái Tông. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, ông cụ quý vỗ đùi nói, cao kiến. Kế sách này rất hay. Không ngờ cậu không chỉ có bản lĩnh nhạy bén mà đầu óc còn nhanh nhạy đến vậy. Đúng lúc này, Chu Lâm Lâm đột nhiên hoảng hốt chạy ra sân sau, lo lắng nói, anh Tiêu, không hay rồi, lại có người đến gây chuyện. Lúc này trên con phố, từng chiếc xe quân đội màu xanh nối đuôi nhau tiến đến. Hơn nữa còn có một người đàn ông trung niên mặc vest màu đen đang đứng trước cửa. Bên cạnh hắn có hai nam thanh niên đeo quân hàm cấp tướng. Thế trận lớn như vậy. Đừng nói là Chu Lâm Lâm, dù là Chu Hạo Nhiên cũng sợ khiếp vía. Rõ ràng đây là do đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó. Tiêu Chính Văn sải bước tới trước cửa, lúc này, người đàn ông trung niên đang chắp hai tay sau lưng, cười lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn tiến đến.
sau lưng hắn là đám đông chiến sĩ xếp hàng thẳng tắp và cầm vũ khí trong tay. Người này chính là Vương Quốc Xương tới đây sau khi hay tin. Từ sau khi nhận được điện thoại của Ngô Lân, Vương Quốc Xương vẫn luôn quan sát động thái bên phía Tiêu Chính Văn. Mãi tới ban nãy, Vương Quốc Xương mới nhận được tin báo của người dưới trướng, nói Ngô Lân bị một cô gái đánh gãy chân. Vương Quốc Xương vừa nghe thấy tin này đã lập tức cử người điều tra thân thế của cô gái đó. Con nhà quyền quý giống như Đông Phương Tuyết Ngưng căn bản không cần phải điều tra, rất nhanh đã có người gửi luôn thông tin bối cảnh thân thế của Đông Phương Tuyết Ngưng cho Vương Quốc Xương. Lúc biết đối phương là thành viên của bốn gia tộc lớn, trong lòng Vương Quốc Xương cũng thấp thỏm. Chương 2510. Bề ngoài bốn gia tộc lớn đã không còn gì nổi trội nữa, thế nhưng trên thực tế vẫn còn rất nhiều cao thủ vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về, tương lai là mạnh hay yếu nhất thời khó có thể dám chắc. Đây cũng là một trong số những lý do tại sao môn phái võ tông đều không muốn chọc tới bốn gia tộc lớn. Vương Quốc Xương vừa ngồi máy bay chuyên dụng tới Sơn Thành vừa cử người điều động đại quân, đồng thời cũng giám sát nhất cử nhất động của Đông Phương Tuyết Ngưng. Ban nãy sau khi hắn biết Đông Phương Tuyết Ngưng đã đi xa, mới dám dẫn đại quân kéo tới luôn. Mặc dù Vương Quốc Xương là người phát ngôn của võ tông, thế nhưng dù gì bản thân cũng ở trong một tổ chức hết sức cơ mật là Hắc Băng Đài, thực quyền trong tay gần như tương đương với Tần Vũ. Vậy nên đối với hắn mà nói, loại chuyện nhỏ nhặt như điều động quân địa phương của Sơn Thành chỉ cần giơ tay một cái mà thôi. Bây giờ không có sự giúp đỡ của Đông Phương Tuyết Ngưng, ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé như Tiêu Chính Văn có thể tạo nên được sóng to gió lớn đến mức nào. Chính cậu là người đánh cậu chủ Ngô bị thương, còn giết người của Hắc Băng Đài chúng tôi sao? Vương Quốc Xương chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng lên tiếng. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Vương Quốc Xương. Sau đó nhớ tới chuyện tiệm ngọc bị phong tỏa ban nãy thì khẽ gật đầu nói, hóa ra hai tên cảnh giới thiên vương kia là thuộc hạ của anh. Cái gì? Vương Quốc Xương nghe vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi, phẫn nộ nói, hỗn xược. Đó là đặc công của Hắc Băng Đài chúng tôi. Cậu dám giết người của Hắc Băng Đài, đã từng nghĩ tới hậu quả hay chưa? Hắc Băng Đài là cơ quan tình báo cao nhất Hoa Quốc. Mặc dù tất cả mọi người đều không có quân hàm nhưng dù là một đặc công bình thường nhất cũng có thể tùy ý điều động thiên quân vạn mã. Đổi lại là người khác, đừng nói giết người của Hắc Băng Đài, dù là làm trái mệnh lệnh của đặc công Hắc Băng Đài thì cũng sẽ bị giết chết cả nhà. Ông chủ của tiệm ngọc trước mắt này lại như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Hậu quả gì, dù hai con chó săn của võ tông có khoác lên người áo của Hắc Băng Đài thì cũng không thể tùy tiện giết người. Tôi thấy anh giống với bọn họ, đều chỉ mới được điều tới Hắc Băng Đài nhỉ. Hắc Băng Đài của Hoa Quốc quả thực có thể ám sát, nhưng tất cả nhiệm vụ ám sát bắt buộc phải ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Quốc. Điều lệ đầu tiên của Hắc Băng Đài là không được ra tay làm bị thương người trong lãnh thổ Hoa Quốc, càng không cho phép giết người trong lãnh thổ Hoa Quốc, dù tội trạng có lớn tới đâu cũng phải giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, sao có thể không hiểu quy tắc của Hắc Băng Đài? Vương Quốc Xương hoàn toàn không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại dám chỉ ra điểm yếu của hắn ngay trước mặt mọi người. Đặc biệt là câu con chó săn của Võ Tông, ngay cả bản thân Vương Quốc Xương cũng bị chửi chung vào luôn rồi. Chương 2511. Mặc dù Vương Quốc Xương tức tới mức mặt trắng bệch, thế nhưng những gì Tiêu Chính Văn nói quả thực là sự thật. Được, được lắm, Vương Quốc Xương chắp hai tay ra sau lưng, vừa quan sát Tiêu Chính Văn vừa cười nhạt bước qua lại. Từ lúc vào Hắc Băng Đài tới nay, hắn đã gặp rất nhiều nhân vật lớn. Dù là mấy trưởng lão của Long Các thì cũng phải nể mặt hắn vài phần. Thế mà không ngờ ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé trước mắt lại ăn nói hống hách như vậy. Dù là người của Hắc Băng Đài thì cũng không thể giết người trong lãnh thổ đất nước, cũng không có quy định nào nói rõ mấy người có thể đại diện cho Hắc Băng Đài chấp pháp. Người chết ở chỗ của cậu, đây là sự thật không thể chối cãi. Biết rõ bọn họ là người của Hắc Băng Đài mà vẫn dám ra tay giết chết, tôi hoài nghi cậu có ý đồ phản quốc. Dù sau lưng cậu có ai chống lưng thì cũng phải cho Hắc Băng Đài một lời giải thích. Người đâu, dẫn đi cho tôi. Vừa nói, Vương Quốc Xương vừa phất tay với một hàng chiến sĩ đứng phía sau lưng. Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ bên trong tiệm ngọc, Vương Quốc Xương, oai quá nhỉ. Có phải ngay cả tôi cũng muốn dẫn đi theo luôn hay không? Khi giọng nói này vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ô cửa sổ sát đất của tiệm ngọc.
chỉ thấy trong đại sảnh có một ông lão tóc bạc đang chống gậy, bước chậm rãi về phía lối cửa ra. Khi đối diện với ông lão kia, Vương Quốc Xương hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Ông cụ quý, sao ông lại rảnh rỗi tới đây thế này? Mồ hôi lạnh trên người Vương Quốc Xương lập tức túa ra, vội vàng đẩy cửa vào đi tới trước mặt ông cụ quý, cười đon đả nói. Sao hả, tôi đi đâu cũng phải tới Hắc Băng Đài của cậu trình báo trước ư? Ông cụ quý lạnh lùng chất vấn. Bây giờ Vương Quốc Xương đã gia nhập Hắc Băng Đài, thân phận và địa vị cao hơn người ta một bậc quả thực không sai. Thế nhưng ở trước mặt nhà họ quý thì ngay cả một con chó săn hắn cũng chẳng bằng. Dù gì ngay cả năm đại danh sơn cũng không dám tùy tiện chọc tới người nhà họ quý, huống hồ hắn chỉ là tai mắt mà năm đại danh sơn cài cắm vào trong giới chính trị. Nói dễ nghe thì hắn là người phát ngôn của Võ Tông, nói khó nghe hơn chút thì hắn chỉ là con chó săn của Võ Tông mà thôi. Chỉ cần một câu nói của ông cụ quý, không cần giới chính trị ra tay, năm đại danh sơn sẽ chủ động ra tay trừ khử Vương Quốc Xương. Ông đang nói cái gì vậy chứ? Ông đi đâu đều là quyền tự do của ông. Nụ cười trên mặt Vương Quốc Xương rõ ràng còn khó coi hơn cả khóc. Ông cụ quý nghe vậy thì khẽ gật đầu nói, ừ. Ban nãy tôi nghe cậu nói muốn dẫn ai đi? Dẫn đi đâu thế? Chương 2512. Bị ông cụ quý tra hỏi, trong lòng Vương Quốc Xương không khỏi trầm xuống. Lẽ nào ông cụ quý cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn? Chuyện là như vậy. Trước đây tôi có cử hai người tới điều tra người này. Ông cụ quý, không lâu trước đó, người này đã giết chết Đàm Hồng của Thiên Sơn. Người này hung hăng hiểm ác, giết người không chớp mắt, loại người giống như hắn, ở lại Hoa Quốc chắc chắn là tai họa, vậy nên tôi mới muốn dẫn hắn về, Đàm Hồng. Không đợi Vương Quốc Xương nói xong, ông cụ quý đã lạnh lùng ngắt lời, hắn đáng chết. Tôi, chuyện này, biểu cảm của Vương Quốc Xương hết sức đặc sắc, liên tiếp nuốt nước bọt. Thế nhưng vẫn chẳng thể thốt ra nửa câu. Sao thế, Vương Quốc Xương cậu rốt cuộc là người của Hắc Băng Đài hay là con chó săn của năm đại danh sơn? Lấy danh nghĩa quốc gia, lấy việc công báo thù riêng cũng chẳng khác gì phản quốc. Ông cụ quý càng nói giọng điệu càng lạnh tanh, trong mắt ngập tràn sát khí. Ông cụ quý, không thể nói như vậy được đâu, tôi cũng chỉ vì trật tự của Hoa Quốc mà thôi. Và lại, Đàm Hồng là đại đệ tử của thủ lĩnh Thiên Sơn. Không phải là người mà một kẻ tầm thường như cậu ta nói giết là có thể giết ngay được. Vương Quốc Xương thực sự không tìm ra được lý do, chỉ đành nhắc đến thân phận của Đàm Hồng. Ồ, đại đệ tử của thủ lĩnh Thiên Sơn thì rất tôn quý sao? Ngay cả cậu nam nhà họ quý chúng tôi so sánh với hắn cũng trở thành kẻ tầm thường rồi à? Ông cụ quý lạnh lùng chất vấn. Cái gì, cậu nam, ông cụ quý vừa nói hết câu, đừng nói là Vương Quốc Xương. Ngay cả mấy người Chu Lâm Lâm cũng sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Bồi Thanh Minh trong đám người thì càng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Chính Văn, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt quần áo trên người hắn. Cậu năm của nhà họ quý không phải Tiểu Thái Tông sao? Cái gì, hắn là Tiểu Thái Tông ư? Sắc mặt của Vương Quốc Xương đã trắng bệch, thất thanh hỏi. Đắc tội với nhà họ quý có thể vẫn còn xoay sở được. Thế nhưng chủ động đắc tội với Tiểu Thái Tông thì sao hắn gánh được hậu quả đây? Tiểu Thái Tông là cái tên mà cậu có thể gọi sao? Khí thế của ông cụ quý đột nhiên dâng cao, sát khí vô cùng ác liệt. Thế, nhưng tôi nghe nói, Tiểu Thái Tông đã hy sinh cho Tổ quốc ở vùng ngoài lãnh thổ rồi mà. Vương Quốc Xương run rẩy nói. Bốp! Chương 2513. Ông cụ quý giơ tay giáng một bạt tai vào mặt Vương Quốc Xương. Lạnh lùng nói, còn dám ăn nói linh tinh, giết. Vương Quốc Xương bị ông cụ quý tát một bạt tai khiến đầu óc kêu ong ong, quay đầu ngạc nhiên nhìn ông cụ quý. Nhưng ngay sau đó hắn vội thu hồi tầm mắt lại. Dù chỉ nhìn thêm một giây nữa thôi, hắn cũng lo lắng cho tính mạng của mình. Lúc này Vương Quốc Xương quả thật hận Ngô Lân thấu xương, rõ ràng tên này đang bẫy hắn mà. Biết rõ đối phương là Tiểu Thái Tông, còn bảo hắn đến gây phiền phức với Tiểu Thái Tông. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là chuột hộ tống mèo, cần tiền không cần mạng sao? Thân là người đại diện của Võ Tông, Vương Quốc Xương cũng hiểu biết tường tận vài chuyện bí mật của ngoài lãnh thổ. Tiểu Thái Tông là cao thủ đứng trong top 100 trên bảng xếp hạng võ thuật. Đừng thấy Tiểu Thái Tông dễ dàng tiến vào top 100 mà lầm, thế tục có hơn 7 tỷ người cộng thêm mấy tỷ người ở ngoài lãnh thổ, tức là đứng top 100 trong hàng chục tỷ người.
Điều này khủng khiếp đến mức nào? Đắc tội với Tiểu Thái Tông thì e là ngày tháng sau này của mình sẽ không dễ dàng. Nói thẳng ra trước khi hắn trở thành người đại diện của Võ Tông thì cũng chỉ là một tên lưu lạc đầu đường xó chợ mà thôi, đừng nói là mặc lên người bộ đồ của Hắc Băng Đài, dù là mặc hoàng bào lên người cũng không thể so được với Tiểu Thái Tông. Ông cụ quý, là do tôi nói không lựa lời, mong ông bớt giận. Vương Quốc Xương lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng nói xin lỗi với ông cụ quý. Hừ, bây giờ cậu còn muốn trả thù cho người của cậu nữa không? Ông cụ quý lạnh lùng nhìn Vương Quốc Xương nói. Không, không dám, họ đều đáng chết. Vương Quốc Xương giải thích. Bồi Thanh Minh đứng bên cạnh hắn càng sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Đó là Tiểu Thái Tông đấy. Rất có danh tiếng ở ngoài lãnh thổ. Không dám, còn không mau cút đi. Cây gậy trong tay ông cụ quý đập mạnh xuống đất. Một tiếng rầm vang lên khiến Vương Quốc Xương suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Chương 2514. Vâng vâng, tôi đi ngay, đi ngay. Vương Quốc Xương vội vàng vung tay lên với đám người ở phía sau, vừa nói vừa xoay người định rời đi. Cậu cứ thế mà đi à? Vương Quốc Xương vừa xoay người đi, giọng ông cụ quý lại vang lên. Vãi, rõ ràng là ông bảo tôi cút cơ mà. Vương Quốc Xương suýt thì mắng ra thành tiếng, nhưng thế mạnh hơn người, Vương Quốc Xương chỉ đành nhẫn nhịn sự không cam lòng và tức giận xuống. Mỉm cười quay mặt lại nói, ông cụ quý còn dặn dò gì sao? Thiên Sơn cần thể diện, mặt mũi nhà họ quý bọn tôi có thể tùy tiện cho người khác dẫm đạp vậy sao? Ông cụ quý vừa nói thế, Vương Quốc Xương cũng hơi hoảng hốt. Thể diện, đây là thứ mà bất kỳ một gia tộc võ thuật nào cũng cực kỳ để tâm, huống gì là nhà họ quý dòng dõi hoàng tộc chính thống, được truyền từ thời Lý Đường. Chuyện này, ông cụ quý, vậy ông xem nên giải quyết thế nào? Vương Quốc Xương như ăn phải mướp đắng hỏi. Tôi không quan tâm là ai, dám dẫn người đến quấy phá nhà họ quý tôi thì là đang có ý khiêu khích nhà họ quý. Mặc dù hiện giờ đại đường đã thành quá khứ, nhưng tôi tin chắc thiên tử vẫn sẽ nể mặt tôi. Giọng ông cụ quý cực kỳ trầm thấp, ánh mắt bắn ra tia sát khí. Ông cụ quý, họ đều là người của tôi, hơn nữa đều đã ra sức vì các đại danh sơn. Ông xem có thể, Vương Quốc Xương lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng cầu xin. Người của cậu, ông cụ quý lạnh lùng lướt mắt nhìn Vương Quốc Xương, hừ một tiếng nói, Vương Quốc Xương, trong mắt tôi cậu không bằng một con chó. Nói xong, ông cụ quý giơ cây gậy trong tay lên chỉ vào một con chó lông vàng đang tìm nhặt rác bên đường. Nghe thế ngực Vương Quốc Xương phập phồng kịch liệt, nghiến răng đến mức vang lên tiếng két két. Sao thế, cậu không phục à? Ông cụ quý nhìn Vương Quốc Xương sắc mặt còn khó coi hơn cả gan lợn, lạnh lùng hỏi. Phục, Vương Quốc Xương khẽ rít ra một chữ từ kẽ răng. Chương 2515. Nhưng lại thầm thề thốt, chỉ cần nhà họ quý có ngày rơi vào tay mình thì chắc chắn phải khiến cả gia tộc nhà họ quý bị chém, không để lại một người sống sót. Để tôi ra tay hay để người của cậu tự kết liễu mình? Nếu để tôi ra tay thì cậu nên biết phong cách làm việc của nhà họ quý đấy. Ông cụ quý lạnh lùng nói. Vừa nghe cụ ta nói thế, Bồi Thanh Minh cảm thấy hốt hoảng. Ý của ông cụ quý là bảo hắn tự sát. Tổng tư lệnh Vương, tôi giúp anh, cậu câm miệng. Bồi Thanh Minh chỉ mới nói được một nửa, Vương Quốc Xương quay phát người lại rút súng ra chĩa vào trán Bồi Thanh Minh. Bịch, Bồi Thanh Minh khiếp sợ quỳ xuống đất, hắn oan uổng thật mà. Từ đầu đến cuối, hắn đều làm theo chỉ thị của Vương Quốc Xương. Nhưng lúc này Vương Quốc Xương rơi vào tình thế ốc còn không mang nổi mình ốc nào lo lắng nhiều đến vậy. Bằng, tiếng súng vang lên, thi thể Bồi Thanh Minh ngã xuống đất. Ông cụ quý, kẻ đầu sỏ đã đền tội, chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Vương Quốc Xương nghiến răng, tức giận thở phì phò hỏi. Nể tình cậu lần đầu mắc lỗi, nhà họ quý sẽ không truy cứu thêm, nhưng nếu dám có lần sau thì kết cục của cậu ta chính là kết cục của cậu. Ông cụ quý chỉ vào thi thể của Bồi Thanh Minh. Vâng, tôi hiểu rồi. Vương Quốc Xương dậm mạnh chân rồi dẫn đám người rời khỏi đó như đang chạy trốn. Lúc này trên một tòa nhà cao ở đằng xa, vài thanh niên mặc đồ võ thuật đang nhìn về phía bên này. Sư huynh, bao giờ chúng ta mới ra tay? Một người trong đó tay cầm kiếm híp mắt nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Chính Văn. Hắn chính là em ruột của Thiên Lăng Tử, Thiên Sung Tử. Lần này dẫn theo mười mấy sư huynh,
sư đệ đặc biệt chạy đến đây để trả thù cho Thiên Lăng Tử. Mặc dù Trương Lăng Phong không hề để lọt chút tin tức gì về chuyện ở núi Đại Lương, nhưng dù sao cũng có máy quay của nhiều đài truyền hình như thế, xem kỹ lại vẫn có thể phát hiện ra chút manh mối. Mãi đến dạo gần đây, Hằng Sơn mới xác nhận hung thủ giết người rất có khả năng là một ông chủ nhỏ đến từ Sơn Thành. Chương 2516. Nhưng người phụ trách Hằng Sơn lại không tin thân phận của Tiêu Chính Văn đơn giản như thế, ngay cả người của năm đại danh Sơn cũng không dám làm ra vụ việc giết người này. Nên mới cử người đến theo dõi Tiêu Chính Văn, hơn nữa chờ cơ hội trả thù cho Thiên Lăng Tử. Ra tay, sư đệ, người này không phải là người chúng ta có thể chọc vào, dù là Hằng Sơn cũng không dám động vào cậu ta. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu lắc đầu lia lịa. Nhưng anh của tôi không thể chết không minh bạch như thế chứ. Đôi mắt của em trai Thiên Lăng Tử đỏ hoe, nhìn thấy người giết anh mình ngay trước mặt nhưng lại không thể ra tay báo thù. Báo thù, chỉ mấy người chúng ta ra tay thì dâng mạng cho người ta thôi. Hắn là Tiểu Thái Tông, là cao thủ đứng trong top 100 của bảng xếp hạng võ thuật Phong Vân. Dù là thủ lĩnh học viện kiếm thuật Hằng Sơn chúng ta cũng chỉ đứng ngoài top 1000, cậu có thể đánh thắng được thủ lĩnh học viện kiếm thuật không? Người đàn ông trung niên lạnh lùng trợn mắt nhìn Thiên Sung Tử. Sư huynh, Thiên Sung Tử cực kỳ không cam lòng siết chặt nắm đấm. Đợi sư bác trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, sẽ đòi lại công bằng cho hai anh em cậu, trước tiên cứ để cậu ta sống thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao. Chúng ta đi thôi. Nói xong, người đàn ông trung niên bật nhảy, sau đó xoay người nhảy xuống từ trên tòa nhà cao mười mấy tầng. Sau khi Vương Quốc Xương đi chưa đến 2 tiếng, cả giới võ thuật đều chấn động. Tiểu Thái Tông của nhà họ Quý ở ngoài lãnh thổ thế mà lại sống ẩn ở Sơn Thành. Tin tức này cứ như một quả bom hạng nặng nổ tung trong năm đại danh Sơn. Sau khi biết được tin tức này, Ngô Lân là người đầu tiên cảm thấy hoảng sợ. Sau đó là đệ tử của phái Thiên Sơn. Cả Vân Kiếm Các Thiên Sơn đều chấn động. Trước đó trưởng lão của Vân Kiếm Các còn một lòng muốn trả thù cho con trai của mình. Nhưng khi nghe đến 3 chữ Tiểu Thái Tông thì lập tức đánh bay ý nghĩ không thực tế này. Cả năm đại danh Sơn gần như cùng lúc lan truyền tin tức muốn cử người đến Sơn Thành hỏi thăm Tiểu Thái Tông. Không chỉ là Hoa Quốc mà ngay cả vài thế lực ở nước ngoài khi biết được tin tức này cũng đều chấn động. Bên phía Âu Lục và Mỹ Lục ngay tức khắc cử đại diện đến Hoa Quốc để giải thích với thiên tử Hoa Quốc về việc thường xuyên điều động binh lính trong thời gian gần đây. Chỉ là vì thay đổi phòng thủ mà thôi, chứ tuyệt đối không có ý nhắm vào Hoa Quốc. Bên phía Phi Lục thậm chí còn cử người đưa hàng nghìn tấn vàng tỏ ý cúi mình trước Hoa Quốc. Duy chỉ có Vi Hào lại có người cười nhạo, Tiểu Thái Tông. Hắn có gì giỏi chứ? Đợi tổ thần của chúng ta khôi phục thì hắn chẳng qua chỉ là một trò cười thôi. Dứt lời, mọi người trong phòng đều bật cười. Chương 2517. Nơi những người này sinh sống chính là thánh địa ngàn năm ở Vi Hào, đồng thời cũng là quỷ địa. Tương truyền, năm đó Hachiki Orochi đã chết trong khu rừng nguyên sinh này, còn các đệ tử của ông ta đều trốn thoát. Để che đậy sự thật này, một số người ở Vi Hào đã tôn thờ Zofuku như tổ thần. Cho đến ngày nay, phần lớn mọi người đều không biết sự thực, bao gồm cả người dân Vi Hào, đều tin rằng vị tổ thần mà họ nói đến là Zofuku. Trên thực tế, chỉ có rất ít người biết rằng tổ thần thật sự chỉ có một, đó chính là Hachiki Orochi. Điều nực cười nhất là thậm chí có nhiều người Vi Hào đời sau còn cho rằng Hachiki Orochi trong lịch sử của họ là rắn quỷ. Thực tế, đó chỉ là tên của một người Vi Hào mà thôi. Mà thực lực của người này đã đột phá đến cảnh giới nhân vương từ lâu. Rốt cuộc thực lực của người này cao đến mức nào thì ngay cả đệ tử thân truyền của ông ta cũng không biết. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Hachiki Orochi bị thương nặng và gần như sắp chết. Nhưng cũng chính vì gần như mất đi dấu hiệu của sự sống vào lúc đó, ông ta mới có thể thoát khỏi tai họa. Sau hàng nghìn năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hút máu tươi của con người, Hachiki Orochi đã dần dần hồi phục ý thức. Hơn nữa, các đệ tử của ông ta cũng dần trở lại giới thế tục với những thân phận khác nhau từ nghìn năm trước. Trong rất nhiều năm, bọn họ đã luôn giữ danh tính của mình cực kỳ kín đáo và ngụy trang dưới nhiều hình thức. Giờ đây, Hachiki Orochi đã có sức sống trở lại, cho thấy ngày hồi phục của ông ta ngày càng đến gần. Vài người đàn ông mặc quần áo Vi Hào,
bên eo đeo thanh kiếm dài, bước vào lăng điện khổng lồ dưới lòng đất. Trong cung điện dưới lòng đất vẫn đặt một cỗ quan tài đá xanh khổng lồ. Bên cạnh cỗ quan tài đá xanh còn có một chiếc bàn đá vuông. Lúc này có hai người đàn ông trẻ đang ngồi ở bàn đá nói chuyện. Ngài Kansa, ngài Ohara, trong đám đông, người đứng đầu cúi đầu chào hai người đàn ông trẻ tuổi. Từ biểu hiện của anh ta, không khó để nhận ra sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với hai người này. Từ quần áo của hai người đàn ông trẻ đang mặc cho thấy bọn họ đã sống ít nhất trên 1.000 năm. Nếu để người của thế giới bên ngoài biết Kansa và Ohara vẫn còn sống thì e rằng sẽ gây ra một cơn địa chấn lớn trong lịch sử khoa học và công nghệ toàn cầu. Bởi vì điều này rất phản khoa học, làm sao con người có thể có tuổi thọ hàng nghìn năm? Hai người họ là hai người hầu hạ bên cạnh thiên hoàng Shinjin từ 1.000 năm trước. Điều quan trọng nhất là hai người họ vẫn giữ được dáng vẻ của nghìn năm trước, không hề có dấu hiệu của tuổi già. Chương 2518. Thực ra hai người họ mới là người có thực lực chiến đấu hàng đầu ở Vi Hào. Nhưng để bảo vệ cho sư phụ Hachiki Orochi của bọn họ, ngay cả khi Tiêu Chính Văn bay đến Vi Hào, khiến võ đạo Vi Hào máu chảy thành sông thì họ cũng không hề rời khỏi cung điện dưới lòng đất nửa bước. Kansa quay đầu liếc người đàn ông trung niên đứng đầu kia, sau đó cầm quân cờ lên, búng tay đáp xuống bàn cờ. Chẳng phải tôi đã nói với ông là đừng đến cung điện dưới lòng đất rồi sao? Giọng nói của Kansa già như ông cụ trăm tuổi, cực kỳ không phù hợp với ngoại hình của hắn. Có tình hình mới, chúng tôi phải tới báo cáo với tiền bối. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Nếu người ngoài thế giới nhìn thấy người đàn ông trung niên cung kính với hai người đàn ông trẻ như vậy, chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì ông ta là cao thủ số một hiện nay trên danh nghĩa ở Vi Hào, tên Odea Kasuo. Người lúc trước đánh nhau với Tiêu Chính Văn chính là em trai của ông ta. Bây giờ, Odea Kasuo không chỉ là cao thủ số một ở Vi Hào mà còn là quốc công của Vi Hào. Dù vậy, ông ta cũng không dám coi thường hai người trước mặt. Tình hình mới, nói đi, Kansa bình tĩnh lên tiếng. Tiểu Thái Tông trở lại giới thế tục rồi, hơn nữa còn đang ở thành phố Sơn Thành, Hoa Quốc. Odea Kasuo nghiêm túc nói. Cái gì, Tiểu Thái Tông trở lại rồi sao? Kansa hơi cau mày, nhưng ngay sau đó lông mày giãn ra ngay. Hừ, chỉ là một kẻ tiểu nhân quấy rối, không có gì đáng ngại. Tổ thần sắp tỉnh lại rồi, nếu hắn dám khiêu khích Vi Hào, tôi nhất định sẽ chém chết hắn. Kansa tự tin nói. Trên thế giới này, người duy nhất có thể quyết chiến với hắn chỉ có Hạo Thiên Sáng Thế Chủ của Phái Quang Minh. Ngoài Hạo Thiên, Kansa tự tin nói rằng không có ai trên thế giới là cao thủ của hắn. Ngài Kansa, thuộc hạ vẫn thấy hơi lo lắng. Vương Thần Đại Nhân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ lại là lúc linh khí khôi phục, mà Hoa Quốc lại quá thần bí. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, Odea Kasuo nói với vẻ lo lắng. Kể từ thời Tiền Tần, Hoa Quốc luôn là bá chủ thế giới. Trong thời Đại Thần Thoại, còn là đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất trên thế giới. Điều này chưa kể đến, chỉ riêng Đại Tần và Đại Hán năm đó lại lớn mạnh đến cỡ nào. Còn Vi Hào thời điểm đó đã bị suy yếu đi rất nhiều lần. Ngay cả thời đại thịnh vượng của Lý Đường sau đó cũng áp chế đến mức Vi Hào không thể ngẩng đầu lên được. Ai có thể đảm bảo rằng Hoa Quốc hiện nay không ẩn giấu thực lực? Chương 2519. Mà sự trở lại của Tiểu Thái Tông rất có thể là sức mạnh thực sự của Hoa Quốc đã trở lại giới thế tục. Vi Hào cũng biết rõ chuyện Tiểu Thái Tông trước đây một mình xông vào trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước. Cho dù những lời đồn đại trước đây là sai, Tiểu Thái Tông vẫn chưa chết nhưng ít nhất cũng sẽ bị thương nặng. Nói không chừng, lần này Tiểu Thái Tông trở về giới thế lục là để chữa trị vết thương. Ông nghĩ nhiều rồi, nhà họ Quý ở vùng ngoài lãnh thổ không hòa thuận với mấy đại danh sơn ở Hoa Quốc, nếu không, Tiểu Thái Tông cũng sẽ không một mình xông vào trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước. Kansa suy nghĩ một lát sau đó lạnh lùng nói. Cho dù Tiểu Thái Tông không chết thì thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Mà linh dược cuối cùng cần thiết cho sự hồi sinh của tổ thần chính là trái tim rồng ngân long. Với thực lực của hai người bọn họ, Tiểu Thái Tông kia sao có thể sánh bằng? Cho dù Tiểu Thái Tông có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là người đứng đầu dưới cảnh giới nhân vương, còn hai người bọn họ đã đạt đến thực lực nhân vương rồi. Đến lúc đó, các ông chỉ cần làm theo kế hoạch là được.
hai người chúng tôi cần phải bảo vệ tổ thần đại nhân cho đến lúc tỉnh lại, chuyện giành tim rồng, phải nhờ đến ông rồi. Kansa trầm giọng nói. Rõ, Odea Kasuo vội vàng đáp. Còn chuyện gì nữa không? Kansa nhìn Odea Kasuo rồi lạnh lùng hỏi. Thưa ngài, nếu muốn nắm chắc 100% thì tốt hơn hết chúng ta hãy triệu tập cao thủ trong nước, đánh vào Hoa Quốc, tìm một lượt khắp nơi, tôi không tin không tìm thấy trái tim rồng Ngân Long. Chỉ cần tổ thần đại nhân sớm tỉnh lại thì vi hào ta chắc chắn sẽ thay thế vị trí đỉnh cao của Hoa Quốc. Odea Kasuo phấn khích nói. Kansa suy nghĩ rồi gật đầu nói, được, nhưng trước khi hành động nhất định phải giữ bí mật. Rõ, Odea Kasuo đứng nghiêm, cúi đầu chào Kansa rồi dẫn người rời đi. Mà lúc này, trong biệt thự của nhà họ Quý ở Long Kinh, Quý Sương Nhi lạnh lùng nhìn Quý Thiên Hà nói, theo lời của quản gia Quý, tên họ Tiêu kia đã đồng ý rồi sao? Quý Thiên Hà khẽ gật đầu nói, thưa cô, kỳ thực ai có thể từ chối chuyện chẳng những không có mất mát gì mà còn được lợi như vậy chứ? Chỉ là lúc đầu tên nhãi đó còn muốn ra oai phủ đầu nhà họ Quý chúng ta, rõ ràng là muốn làm trò khoe mẽ. Quý Sương Nhi quay đầu liếc nhìn Quý Thiên Hà, siết chặt tay rồi đấm mạnh vào ghế sofa, lạnh lùng nói, hừ. Sao chú Năm lại tùy tiện chọn người để đóng giả vậy chứ? Chương 2520. Chỉ cần tin tức này được tung ra, người của các đại danh sơn sẽ lập tức tới xác minh, anh ta đâu thể có dũng khí và khí phách như chú Năm của tôi được. Đến lúc đó, làm sao anh ta có khống chế được tình hình khi đối mặt với các đại danh sơn? Quý Sương Nhi không hề lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Chính Văn, ngay cả sự sống chết của Tiêu Chính Văn, cô ta cũng chẳng quan tâm. Điều cô ta lo lắng chính là nhà họ Quý sẽ bị tổn hại. Đến lúc đó, nếu các đại danh sơn đào ra được chuyện này thì ngược lại sẽ xử lý nhà họ Quý. Tiểu Thái Tông chính là lực chiến mạnh nhất của nhà họ Quý. Bây giờ Tiểu Thái Tông đã chết, các đại danh sơn vẫn cung kính với nhà họ Quý chính là vì lo lắng nhà họ Quý vẫn còn cao thủ tiềm ẩn. Nhưng để người khác đóng giả Tiểu Thái Tông, điều này có nghĩa là nhà họ Quý đã hết cách rồi. Đến lúc này, không chỉ Tiêu Chính Văn sẽ gặp phiền phức mà ngay cả nhà họ Quý cũng sẽ bị liên lụy. Nhân vật lớn, tôi e là nếu năm đại danh sơn tùy ý phái một viện trưởng nào đó đến cũng sẽ khiến hắn sợ tè ra quần. Quý Thiên Hà cũng cười khẩy nói. Những lời Quý Sương Nhi nói cũng là điều mà ông cụ Quý lo lắng. Tin tức này vừa lan truyền tới năm đại danh sơn, Thiên Sơn và Hoa Sơn đã gọi điện thoại cho nhà họ Quý muốn đi gặp mặt Tiểu Thái Tông. Thật ra bọn họ có ý gì, trong lòng ông cụ Quý đều hiểu rõ cả. Năm đại danh sơn và nhà họ Quý qua lại rất ít chứ chẳng nói tới chuyện có qua lại gì. Sao bọn họ lại có ý tốt muốn đi gặp mặt Tiểu Thái Tông như thế chứ? Chẳng qua chỉ là muốn đi kiểm chứng xem Tiểu Thái Tông thật giả thế nào mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, ông cụ Quý vẫn rút điện thoại ra gọi thẳng cho Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, người của mấy đại danh sơn chỉ đích danh muốn gặp cậu. Tới lúc đó tuyệt đối đừng để lộ ra bất cứ sơ hở gì, nếu không không chỉ có cậu mà ngay cả nhà họ Quý cũng sẽ cùng gặp họa theo. Trong điện thoại vang lên giọng nói của ông cụ Quý. Tiêu Chính Văn chỉ cười nói, ông cụ Quý, chỉ là mấy người đại diện của danh sơn, vẫn chưa đến mức khiến Tiêu Chính Văn tôi phải lo sợ. Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chính Văn, ông cụ Quý không khỏi cảm thấy bối rối. Chỉ là mấy người đại diện của danh sơn. Dù là lúc nhà họ Quý đối diện với năm đại danh sơn thì cũng phải cẩn thận dè dặt. Mọi người nể mặt nhau là một chuyện, thế nhưng mưu đồ bên trong lại là chuyện khác. Cậu Tiêu, chuyện này tuyệt đối không thể bất cẩn được đâu, nếu như bên phía cậu có vấn đề gì thì chỗ tôi có thể nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện. Ông cụ Quý vẫn rất không yên tâm nói. Chương 2521. Không sao, chỉ cần bảo bọn họ tới là được. Hơn nữa từ đầu tới cuối tôi vẫn chưa từng thừa nhận tôi chính là Tiểu Thái Tông, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy tới nhà họ Quý. Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói. Mặc dù ở trong mắt người khác thì năm đại danh sơn là sự tồn tại không thể đắc tội. Thế nhưng ở trong mắt Tiêu Chính Văn, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám tầm thường mềm nắn rắn buông mà thôi. Và lại Tiêu Chính Văn cũng từng là vua Bắc Lương, có thế trận gì mà anh chưa từng thấy. Mấy người đại diện của danh sơn sao có thể dọa anh sợ được. Thế nhưng ông cụ Quý đâu biết những chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi thấy hơi lo lắng. Hơn nữa trước đây Tiêu Chính Văn chỉ cần vung tay đã giết chết luôn Đàm Hồng tại Đại hội Võ Lâm.
Lỡ như lần này Tiêu Chính Văn kích động thì nhất định sẽ khiến cho các danh sơn lớn sinh lòng hoài nghi. Mặc dù Tiểu Thái Tông cũng vô cùng mạnh mẽ nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay giết chết người của Hoa Quốc. Đây chính là quy định mà Lý Thế Dân lập ra khi còn sống, Hoàng thất Lý Đường vĩnh viễn không được ra tay chém giết nhân dân Hoa Quốc. Huống hồ thực lực của hai người họ căn bản cũng không ở cùng một đẳng cấp. Lúc Tiểu Thái Tông hy sinh đã có thực lực thiên thần thiên cấp 4 sao. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Mặc dù ông cụ quý cũng không nhìn ra được tu vi của Tiêu Chính Văn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao mà thôi. Nếu không, sao Tiêu Chính Văn lại phải dùng bí thuật để che giấu đi thực lực thật sự của bản thân? Vậy nên ở trong tiềm thức của ông cụ quý, Tiêu Chính Văn căn bản không thể so sánh được với Tiểu Thái Tông. Thậm chí giữa hai người căn bản không hề có tính cạnh tranh. Cậu Tiêu, người của năm đại danh sơn đang có ý đồ gì, tôi nghĩ tôi không nói thì cậu cũng hiểu rõ. Bọn họ kỳ thực giống như những gì cậu đã nói, họ đến là để kiểm chứng một số chuyện. Thông tin Tiểu Thái Tông hy sinh ở vùng ngoài lãnh thổ thật ra đã lan truyền ra khắp thế tục rồi, chỉ là không có ai dám khẳng định mà thôi. Nếu như bọn họ nhìn ra cậu có chút sơ hở nào thì kết quả sẽ có tính hủy diệt đó. Tôi không hề thấy lo lắng về thực lực của cậu, nhưng khí thế quân vương đó không thể học được trong khoảng thời gian ngắn đâu. Ông cụ quý nói tới đây thì cũng không ngừng thở dài. Ở phương diện này, Tiêu Chính Văn quả thực còn kém xa quá. Mỗi một lần Tiểu Thái Tông xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đều mang theo hơi thở quân vương vô địch thiên hạ. Khí chất tuyệt đỉnh đó không phải thứ mà một người dân nhỏ bé thông thường có thể tùy tiện học được. Hơn nữa, khí thế bá đạo do đứng trên vị trí cao lâu ngày cũng không hề giống với kiểu bá đạo mà những người dân bình thường vẫn hay lý giải. Ông cụ quý cứ yên tâm, cái kim trong bọc cũng có ngày cũng lòi ra, tôi hiểu ý của ông, nhưng trốn được một ngày chứ chẳng thể trốn được dài lâu, càng qua loa thì ngược lại sẽ càng khiến cho người ta sinh lòng hoài nghi. Chương 2522. Tiêu Chính Văn hiểu rất rõ ông cụ quý đang khuyên mình, mục đích chính là để mình đích thân lên tiếng thừa nhận bản thân còn thua xa Tiểu Thái Tông, sau đó ông cụ quý sẽ lấy danh nghĩa nhà họ quý để từ chối khéo léo mấy danh sơn lớn. Thế nhưng giống như những gì Tiêu Chính Văn đã nói, càng từ chối khéo léo thì ngược lại rắc rối càng nhiều. Ông cụ quý trầm ngâm hồi lâu, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Chính Văn nói có lý. Nếu như đã quyết định để Tiêu Chính Văn thay thế Tiểu Thái Tông thì con dâu xấu vẫn phải gặp bố mẹ chồng. Nghĩ tới đây, ông cụ quý cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Quý Sương Nhi bên cạnh biết được kết quả này, trong đêm hôm đó đã tìm đến Sơn Thành. Sáng ngày hôm sau, Quý Sương Nhi vừa dừng xe trước cửa tiệm ngọc đã không khỏi nhíu mày. Nhìn những món đồ rẻ tiền bên trong, Quý Sương Nhi không khỏi lắc đầu. Tiểu Thái Tông có thân phận gì? Dù mai danh ẩn tích ở đây thì cũng không đến nỗi cả ngày chung sống với mấy thứ rẻ tiền này chứ. Không kịp nghĩ gì nhiều, Quý Sương Nhi giơ tay mở cửa tiệm bước thẳng vào trong. Suy cho cùng, cô ta là đệ tử của nhà họ Quý, trước giờ vênh mặt hất hàm thành quen, đi tới đâu cũng bừng bừng khí thế, thậm chí từ xa đã có thể cảm nhận được khí tức bức người. Chu Lâm Lâm quan sát Quý Sương Nhi mấy lần, trong lòng khẽ trầm xuống, vội vàng tiến lên trước hỏi, chào cô. Xin hỏi cô muốn lựa đồ ngọc như thế nào? Vòng ngọc hay là cúc ngọc? Tôi tìm ông chủ của mấy người. Quý Sương Nhi nói với gương mặt u ám. Chu Lâm Lâm hơi ngơ ngác, rồi vội vàng nói, anh Tiêu ở nhà sau, xin cô đợi một lát, giờ tôi sẽ đi thông báo một tiếng. Không cần, Quý Sương Nhi nói xong thì sải bước về phía sân sau. Cô đợi đã, Chu Lâm Lâm thấy đối phương chưa được phép đã xông thẳng vào thì vội vàng đuổi theo. Vừa hay đụng phải Tiêu Chính Văn phía đối diện. Anh Tiêu, cô ta nói muốn gặp anh, còn, không đợi Chu Lâm Lâm nói xong, Tiêu Chính Văn đã xua tay cười nói, không sao, cô đi làm việc đi. Chu Lâm Lâm vẫn không yên tâm liếc nhìn Quý Sương Nhi, một lúc sau mới lui ra ngoài. Quý Sương Nhi căn bản không coi Chu Lâm Lâm ra gì, dù là Tiêu Chính Văn thì trước nay cô ta cũng chưa từng bận tâm tới. Cô ta bước thẳng tới trước sofa trong sân sau. Rồi ngồi xuống, thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi Tiêu Chính Văn một tiếng. Từ lúc cô ta ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn luôn quan sát Tiêu Chính Văn. Thế nhưng dù có nhìn thế nào thì Tiêu Chính Văn trông cũng quá đỗi bình thường. Dù Tiêu Chính Văn đã mang mặt nạ ra người, từ ngũ quan cũng đã rất khó phân biệt thật giả,
thế nhưng Quý Sương Nhi vẫn có thể nhận ra ngay người trước mắt này căn bản không phải chú Năm của cô ta. Chương 2523. Tiêu Chính Văn không quan tâm tới ánh mắt thăm dò của Quý Sương Nhi mà chậm rãi đi tới sofa rồi ngồi xuống, bình thản rót một tách trà và uống. Ngoại trừ vẻ ngoài, anh còn giống chú Năm của tôi ở điểm nào chứ? Anh thật sự khiến tôi quá thất vọng. Cuối cùng Quý Sương Nhi cũng lên tiếng, chỉ là trong ngữ điệu ngập tràn vẻ bất mãn. Thứ cô đang muốn nói chắc là khí thế bá đạo nhỉ? Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Quý Sương Nhi bật cười lạnh lùng, gật đầu đáp, không sai, đó là loại khí thế bá đạo mà chỉ người nhà họ Quý mới có, không giống với kiểu bá đạo của lũ dân thường mấy người. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt của Quý Sương Nhi còn tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười, khí tức khắp người đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần khí chất quân vương tung hoành thiên hạ. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, trước đó Tiêu Chính Văn có khí thế như thế nào? Đâu phải là thứ mà Tiểu Thái Tông có thể so bì được. Chỉ là bây giờ tính khí của Tiêu Chính Văn đã có biến đổi rất lớn, sau khi lĩnh hội được các cực của tự nhiên thì khí chất lạnh lùng tự nhiên sẽ mất đi theo. Thế nhưng càng là như vậy thì đẳng cấp lại càng cao. Đây là thứ mà người ở cấp bậc như Quý Sương Nhi vĩnh viễn không thể lý giải được. Giống như một người chưa trải sự đời, mãi mãi sẽ không hiểu được, chỉ có những người trầm mặc ít nói mới có thực lực thật sự. Mà những kẻ khua môi múa mép đủ kiểu chẳng qua chỉ là tên hề nhảy nhót mà thôi. Dù anh cố hết sức ngụy trang thì vẫn còn kém nhiều lắm, nếu gặp đám người kia thì thậm chí anh có thể sẽ bị bại lộ chỉ trong vòng một phút. Quý Sương Nhi bất lực lắc đầu nói. Sao phải ngụy trang, dù nhận ra được thì bọn họ dám làm gì chứ? Tiêu Chính Văn bình thản mỉm cười, hoàn toàn không bận tâm tới chuyện này. Cái gì, bọn họ dám làm gì ư? Anh có biết những người tới hôm nay là ai không hả? Quý Sương Nhi đứng phắt dậy, lạnh lùng chất vấn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa uống trà vừa điềm nhiên nói, ồ, người nào cơ, núi Nga Mi, viện trưởng Quách Trường Phong của Thiên Đạo Viện, hơn 100 năm trước. Người này đã dựa vào sức mình chiến đấu với ba cao thủ trong truyền thuyết của Vi Hào. Viện trưởng của Bách Kiếm Viện ở núi Tung Châu Vọng Hải, người vào 70 năm trước đã một mình xông vào thủ đô Vi Hào chém giết khắp nơi. Còn cả núi Côn Luân, Triệu Thiên Hòa đệ tử của đệ tử tiền bối Nhạc Trung Kỳ đã đột phá lên cảnh giới thiên thần từ 50 năm trước, bây giờ chính là một trong số thập đại cung phụng của núi Tung. Còn cả, Hằng Sơn, Thiên Sơn. Chương 2524. Quý Sương Nhi liệt kê ra không dưới mười mấy cái tên, hơn nữa ai ai cũng đều rất có máu mặt. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại chẳng hào hứng chút nào với tên gọi của mấy người này. Duy chỉ có lúc Quý Sương Nhi nhắc tới Triệu Thiên Hòa đệ tử của đệ tử Nhạc Trung Kỳ thì lông mày của Tiêu Chính Văn mới khẽ rung động. Nếu như không có Nhạc Trung Kỳ, Tiêu Chính Văn không thể có được trái tim rồng Bạch Long, càng không thể thông qua khảo nghiệm của Lôi Hải, Côn Luân. Cái chết của vợ chồng Nhạc Trung Kỳ mãi là nỗi đau trong lòng Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, phía sau những người này đều có thế lực một phương chống lưng cho, mà trong giới thế tục cũng sẽ cử rất nhiều đại diện tới. Trong số bọn họ, cử bừa một người ra cũng là nhân vật lớn chấn giữ một phương. Anh có thể so với ai trong số những người này? Hơn nữa, dù là từ thực lực hay là từ khả năng kinh tế trong giới thế tục, anh có thể sánh với ai trong số họ đây? Nói cách khác, nếu không phải tôi kể ra tên của bọn họ thì e rằng anh còn chưa từng được nghe nói tới nhỉ. Quý Sương Nhi cười khẩy nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Quả thực, Tiêu Chính Văn chưa từng nghe thấy tên của mấy người này, không phải Tiêu Chính Văn không đủ đẳng cấp mà là ở trước mặt ba chữ vua Bắc Lương thì bọn họ quá đỗi nhỏ bé. Dù là Triệu Thiên Hòa, khi Tiêu Chính Văn đại chiến với mười mấy cường giả vùng ngoài lãnh thổ thì cũng chỉ đứng một bên quan sát. Thế nhưng dù biết rõ những cường giả vùng ngoài lãnh thổ này muốn tắm máu Hoa Quốc nhưng Triệu Thiên Hòa vẫn không có dũng khí đứng ra chiến đấu với họ. Chỉ riêng việc này thôi cũng đã phân rõ được cao thấp. Vậy nên mãi tới trước khi Tiêu Chính Văn ở ẩn, những người này thậm chí còn chẳng dám xuất hiện trước mặt anh. Đẳng cấp của anh vẫn còn quá thấp, nếu như là chú Năm của tôi thì có lẽ còn có thể không coi đám người này ra gì, thế nhưng anh thì sao? Nói khó nghe thì anh chỉ là vật thay thế của chú Năm tôi mà thôi, giả thì không thành thật nổi, thật cũng không thành giả được. Đặc biệt là Triệu Thiên Hòa trong số đó, ngay cả chú Năm tôi cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Ngộ nhỡ,
Tôi nói là ngộ nhỡ Triệu Thiên Hòa đột nhiên làm khó anh thì anh ứng phó nổi không? Quý Sương Nhi càng nói càng kích động, thậm chí còn đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Bọn họ là ai thì có liên quan gì tới tôi sao? Tiêu Chính Văn vẫn cúi đầu thưởng thức trà, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên đã thẳng thừng hỏi ngược lại. Lời này vừa mới thốt ra, ngay cả Quý Sương Nhi cũng sững sờ. Người mà đến cả chú năm của cô ta cũng phải nể mặt lại bị cái tên mạo danh trước mắt này coi thường như thế. Mãi một lúc sau, Quý Sương Nhi mới bật cười lạnh lùng, nói, không phải tôi có ý muốn hạ thấp anh, tôi đang lo lắng danh tiếng cả đời này của chú năm mình sẽ bị hủy hoại trong tay anh. Chương 2525. Hơn nữa, tôi càng không muốn nhìn thấy anh phải chết vì chuyện này. Tôi không thể không thừa nhận, trận pháp độc môn Đại Hắc Thiên của nhà họ Quý chúng tôi như được hồi sinh ở trong tay anh. Thế nhưng anh cũng phải hiểu rõ một điểm, dẫu sao anh cũng không phải người nhà họ Quý, hiểu biết về Đại Hắc Thiên cũng chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi. Không có năng lực như chú năm tôi thì căn bản chẳng thể tinh thông tinh hoa bên trong đó. Thế nhưng với tố chất của anh thì sao có thể sở hữu năng lực giống như chú năm tôi? Nhớ năm đó, chú năm tôi vẫn còn chưa tới 40 tuổi đã đột phá lên cảnh giới thiên thần. Cả Hoa Quốc này, ngoại trừ Bạch Khởi thì chú ấy là người duy nhất có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần trước năm 40 tuổi. Anh thì sao, lấy cái gì ra để so bì với chú năm tôi? Nói thật thì nếu như không vì thực sự chẳng có người nào phù hợp để lựa chọn thì dù ông nội tôi có quyết đoán thế nào, tôi cũng tuyệt đối không cho phép anh bôi nhỏ thanh danh của chú năm tôi. Quý Sương Nhi nói liền một hơi. Nhưng tóm lại thì chỉ có một câu, cô ta chưa từng coi Tiêu Chính Văn ra gì. Theo cô ta thấy, chú năm của mình chính là đứa con cưng của trời đủ để sánh ngang với Bạch Khởi kể từ khi Hoa Quốc thành lập tới nay. Mà Tiêu Chính Văn chỉ là nhất thời gặp may mà thôi. Tiêu Chính Văn cũng chưa nổi giận mà chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống. Lên tiếng, tôi nghĩ hẳn cô đã từng nghe nói tới một thành ngữ thế này. Ếch ngồi đáy giếng, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, đột phá lên cảnh giới thiên thần từ trước 40 tuổi thì rất ghê gớm sao? Tôi không nghĩ như vậy, cái gọi ràng buộc của cảnh giới suy cho cùng vẫn tại lòng người mà thôi. Thứ người ta lĩnh hội được không phải là cảnh giới mà là đạo trời đất, là đạo tự nhiên, là chân lý của vũ trụ. Người xưa có câu, ý chí không đo bằng tuổi tác. Không có đầu óc thì có sống trăm năm cũng là vô ích. Và lại, những nhân vật lớn mà cô nhắc đến, thật sự xin lỗi, ở trong mắt tôi, bọn họ chẳng khác gì con kiến cả. Nếu như không có chuyện gì khác thì cô Quý cứ tự nhiên, tôi không thể ngồi trò chuyện với cô được nữa. Tiêu Chính Văn nói xong thì ra hiệu mời bằng tay với Quý Sương Nhi. Anh, Quý Sương Nhi không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại điên cuồng tới mức này. Cô Quý... Không thể dùng hiểu biết của cô để đo đếm sự thâm sâu của người khác, thứ gọi là cục diện lớn ở trong mắt cô cũng chẳng có gì to tát ở trong mắt tôi. Những thứ gọi là danh sơn, gọi là viện trưởng cũng chỉ tới thế mà thôi. Tôi không có hứng thú tìm hiểu tên tuổi của họ, càng không muốn biết quá khứ của họ. Núi cao sừng sững cần để ý tới những gì mà hạt cát đã trải qua sao? Tiêu Chính Văn bình thản nói. Thế nhưng anh không hề quá lời. Nhớ năm đó. Khi các đại danh sơn vẫn còn khom lưng uốn gối trước Âu Lục, Tiêu Chính Văn đã tự dựa vào sức mình áp chế cho cả Âu Lục không ngóc đầu lên nổi. Còn khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ sắp chém giết vào Hoa Quốc, mưu đồ tiêu diệt cả Hoa Quốc thì người của mấy danh sơn này thậm chí còn chẳng dám thốt ra một chữ không. Chương 2526. Tiêu Chính Văn chỉ có một mình ứng chiến với mười mấy cường giả vùng ngoài lãnh thổ và giết hết tất cả bọn chúng. Khoảnh khắc đó, tất cả thủ lĩnh danh sơn, thậm chí là môn chủ tông chủ, có ai không quỳ hai gối trên đất mà bái phục dưới chân Tiêu Chính Văn. Đám người tự xưng là nhân vật lớn từng khấu đầu nhận tội dưới chân mình, Tiêu Chính Văn cần thiết phải bận tâm tới bọn họ nữa sao? Anh nhất định sẽ thấy hối hận vì sự tự đại ngày hôm nay. Quý Sương Nhi giận tái mặt. Thật ra cô ta chỉ tới khuyên nhủ Tiêu Chính Văn, bảo anh tuyệt đối đừng vội gặp mặt mấy người của danh sơn. Dù phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì cũng tiện cho nhà họ Quý cử vài người hầu hạ thường ngày đi theo bên cạnh Tiểu Thái Tông chỉ dẫn cho Tiêu Chính Văn một lượt. Dù năng lực của Tiêu Chính Văn hơi kém, không học được toàn bộ thì ít nhất cũng có thể học được 80%. Tới lúc đó mới gặp mặt người của Thiên Sơn, nói thế nào cũng sẽ không bị người ta nhận ra ngay tại chỗ. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi,
thẳng thừng so sánh những nhân vật lớn trong danh sơn kia với hạt cát nhỏ bé. Ngay cả chú năm của cô ta cũng không dám nói ra mấy lời hống hách như vậy, một kẻ ngụy trang như Tiêu Chính Văn lấy đâu ra dũng khí đó. Cả đời này tôi chưa từng làm chuyện khiến cho bản thân phải hối hận. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Sắc mặt của Quý Sương Nhi đã khó coi tới cực điểm, nghiến răng cười lạnh lùng nói, được. Vậy tôi sẽ đợi xem rốt cuộc anh sẽ biểu diễn như thế nào. Hy vọng tới lúc đó anh sẽ không khiến chúng tôi phải thất vọng. Nếu không thứ mà anh mất không chỉ là cơ hội mạo danh chú năm của tôi mà còn cả cái mạng của anh nữa. Nói xong, Quý Sương Nhi thẳng thừng quay người, bực tức bước ra khỏi tiệm ngọc. Mãi tới khi bước lên xe, Quý Sương Nhi vẫn tức giận thở hồng hộc. Cô chủ, thế nào rồi? Quý Thiên Hà quay đầu hỏi. Hừ, rõ ràng trong mắt không thèm coi ai ra gì. Ông có biết anh ta đã nói gì với tôi không? Mấy nhân vật lớn của năm đại danh sơn kia chỉ như hạt cát trong mắt anh ta thôi đấy. Nói tới đây, Quý Sương Nhi bị chọc tức tới mức bật cười. Không ổn, nếu như để cậu ta gặp mặt người của năm đại danh sơn, e rằng vừa mới chạm mặt đã bại lộ luôn rồi. Quý Thiên Hà không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chương 2527. Nghe Quý Sương Nhi nói thế, lòng Quý Thiên Hà không khỏi trùng xuống. Khí thế bá đạo và ngông cuồng là hai chuyện khác nhau, Tiêu Chính Văn có chỗ nào là khí thế bá đạo đâu, rõ ràng là một tên ngông cuồng mà. Đến lúc đó người của mấy đại danh sơn sao có thể quen với tính tình của anh? Huống hồ trong đám người này còn có truyền nhân của ông cụ Nhạc Trung Kỳ. Mặc dù xét về vai vế thì hơi thấp hơn nhưng dù sao đó cũng là đệ tử của đệ tử ông Nhạc, cũng có danh tiếng trong năm đại danh sơn. Thôi vậy, bắt tay vào sắp xếp cho buổi lễ gặp mặt ngày mai đi. Quý Sương Nhi hít sâu một hơi, bất lực thở dài nói. Cô ta đã nói rất rõ những lời nên nói rồi. Nếu Tiêu Chính Văn không chịu nghe lời khuyên thì hậu quả do một mình anh gánh chịu. Sau khi Quý Sương Nhi đi không lâu, Chu Lâm Lâm bỗng đi đến sân sau lần nữa. Anh Tiêu, tôi biết thân phận của anh không đơn giản, tôi có một yêu cầu nho nhỏ, không biết anh có thể đồng ý không? Cô ấy đã nhầm tưởng Tiêu Chính Văn thành Tiểu Thái Tông. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, chuyện gì thế, cô nói đi. Anh Tiêu, e là Hoa Quốc sắp xảy ra chuyện lớn, gần đây mấy tông môn lớn của Võ Tông, nhất là Võ Thần Tông và Liên Minh Võ Thuật đang cãi nhau muốn dỡ bỏ bia tưởng niệm quốc gia của nhà họ Tiêu ở Hoa Quốc. Hơn nữa họ còn lớn lối nói rằng những cống hiến trước nay của nhà họ Tiêu với Hoa Quốc cực kỳ có hạn, Hoa Quốc không nên xem người nhà họ Tiêu như đấng cứu thế. Gì cơ, nghe đến đây Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Bia tưởng niệm các anh hùng của nhà họ Tiêu trước giờ được lưu giữ trong Thiên Tử Các. Dù là Tiêu Chính Văn thì đến sau này mới biết nhà họ Tiêu còn có vinh dự như vậy. Cô nói gì, bia tưởng niệm các anh hùng của nhà họ Tiêu ư? Tiêu Chính Văn khẽ nhướng mày. Đúng thế, bia tưởng niệm các anh hùng của nhà họ Tiêu cũng được gọi là bia tưởng niệm quốc gia. Trên đó có tên của cả gia tộc vua Bắc Lương. Có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện của vua Bắc Lương. Hôm đó nếu không phải nhờ vua Bắc Lương liều mình xông pha thì đã không có Hoa Quốc như bây giờ rồi. Hơn nữa, hiện giờ Hoa Quốc có thể đứng trên đỉnh của thế giới đều là vì uy danh của một mình vua Bắc Lương. Nếu sự tích của nhà họ Tiêu bị người khác bôi nhọ và lật đổ thì Hoa Quốc sẽ có đại nạn. Chu Lâm Lâm sốt ruột đến mức mắt ngân ngấn nước. Thực tế chuyện này đã gây ra sự xôn xao trên mạng vào 2 năm trước. Bây giờ tin tức Tiểu Thái Tông quay về thế tục truyền ra ngoài, đám người có ý đồ khác trong Võ Tông càng không đợi được nữa, vội vàng muốn lật đổ địa vị tối thượng trong lòng người dân Hoa Quốc của Tiêu Chính Văn. Trước đây cũng từng có người lên tiếng nghi ngờ trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và cường giả ngoài lãnh thổ. Nhưng không gây ra phong ba quá lớn. Chương 2528. Bây giờ không thể cứ nhắc lại chuyện cũ. Thế nên năm đại danh sơn mới liên kết với Võ Thần Tông nghĩ ra cách này. Dù sao năm đại danh sơn cũng không biết trong Thiên Tử Các ở Long Kinh xa xôi còn một bia tưởng niệm ghi lại chiến công của Tiêu Chính Văn. Chuyện này cũng là do Võ Thí Thiên tiết lộ cho năm đại danh sơn. Sau khi biết được tin tức này, năm đại danh sơn lập tức tìm được sơ hở mới. Chỉ cần đẩy ngã bia tưởng niệm này thì những chiến công của người nhà họ Tiêu đều sẽ bị lật đổ. Bên trong này tất nhiên cũng có cả bản thân Tiêu Chính Văn. Thật ra lúc tin tức này vừa công bố thì trên mạng đã diễn ra một cuộc thảo luận cực kỳ sôi nổi.
Nhiều người dân đã nhìn ra được ý đồ của năm đại danh sơn, họ chẳng qua chỉ muốn phủ nhận mọi thứ mà Tiêu Chính Văn làm cho Hoa Quốc mà thôi. Thậm chí còn ác ý bôi nhỏ Tiêu Chính Văn. Tôi cũng có mặt ở trận chiến ngày hôm đó của vua Bắc Lương, các người dựa vào đâu mà phủ nhận chiến công vua Bắc Lương. Lần liên quân năm nước sắp tấn công vào Long Kinh, nếu không phải nhờ vua Bắc Lương liều mình thì bây giờ các người đã trở thành quỷ dưới đao của liên quân năm nước rồi. Giờ lại muốn quay ngược về sỉ nhục vua Bắc Lương à? Các người còn lương tâm không vậy? Các người lành vết thương nên quên đau rồi à? Lẽ nào các người không sợ lần sau khi cường giả ngoài lãnh thổ có mưu đồ bất chính với Hoa Quốc, vua Bắc Lương sẽ không xuất hiện vì Hoa Quốc nữa sao? Sau khi đọc mấy bình luận này, Lạc Trường Sinh ở trong Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn cười khẩy nói, dìm hết tất cả mấy bình luận hô hoán của chúng xuống cho tôi. Không đến mấy phút sau, trên mạng xuất hiện một tốp thủy quân. Xì, khoảng thời gian trước chẳng phải đã có người tiết lộ ra đó sao? Người đấu với cường giả ngoài lãnh thổ trong trận chiến đó rõ ràng là ông lớn của phái Quang Minh Hạo Thiên, có liên quan cái quái gì đến Tiêu Chính Văn chứ? Đúng thế, loại người mua danh trục lợi như thế này không hề xứng được lập bia tế gia tộc trong Thiên Tử Các. Quốc vận Hoa Quốc chúng ta sẽ thịnh vượng, dù không có Tiêu Chính Văn. Mọi người nghĩ cường giả ngoài lãnh thổ có thể làm gì được chúng ta sao? Ngay cả khi chuyện tương tự xảy ra thêm 100 lần cũng không đến lượt Tiêu Chính Văn ra mặt. Đúng thế, Hoa Quốc chúng ta chẳng thiếu gì, chỉ thiếu anh hùng thôi. Với lời lẽ sắc bén của đám thủy quân này, chẳng mấy chốc những lời phản đối đều bị dìm xuống. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn màn hình, lạnh nhạt nói, chuyện này vẫn chưa đến lượt tôi hay cô chen vào được. Bia tưởng niệm đã ở trong Thiên Tử Các thì người có thể quyết định chỉ có một mình Thiên Tử. Nhưng, anh Tiêu, Ngộ Nhớ Thiên Tử không chịu được áp lực từ mọi phía thì, Chu Lâm Lâm thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu Thiên Tử đưa ra quyết định thì tôi hay cô có thể thay đổi được sao? Nhớ lấy, Võ Tông không bao giờ có thể thay thế giới chính trị, đây là giới hạn. Chúng ta cũng phải tuân theo. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Chương 2529. Chu Lâm Lâm thấy Tiêu Chính Văn hạ quyết tâm như thế cũng chỉ đành thở dài, rồi xoay người rời đi. Lúc này ở Long Kinh xa xôi, sau khi đọc được những bình luận trên mạng, Tần Vũ tức giận đến mức mặt mày không còn giọt máu, đấm một cú lên bàn làm việc của mình khiến nó vỡ nát. Mẹ kiếp, đúng là một đám vô ơn. Nói xong Tần Vũ tức giận đạp cửa bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng làm việc của Vương Quốc Xương, sau đó đá một phát bay cánh cửa rồi xông thẳng vào trong. Tổng tư lệnh Tần, anh, Vương Quốc Xương thấy cửa phòng làm việc của mình bị Tần Vũ đá bay, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Vương Quốc Xương, người của Võ Tông là do anh quản lý nhỉ? Có phải dạo này lời nói của đám lắt nhắt trong Võ Tông hơi quá đáng rồi không? Bia tưởng niệm các anh hùng của nhà họ Tiêu đã được lập ở Thiên Tử Các từ thời dựng nước rồi. Đó là vinh dự đặc biệt mà nhà họ Tiêu lấy máu của mấy thế hệ đổi lấy vì Hoa Quốc. Chúng là cái thá gì mà cả gan lớn lối nói muốn phá dỡ bia tưởng niệm các anh hùng. Vương Quốc Xương lướt nhìn Tần Vũ, cười khẩy nói, Tổng tư lệnh Tần, mấy lời này của anh hơi quá rồi, lẽ nào người đổ máu rơi đầu vì Hoa Quốc chỉ có người nhà họ Tiêu thôi sao? Nếu người nhà họ Tiêu có thể nhận được vinh dự đặc biệt này thì tại sao người khác không thể? Còn nhiều anh linh chôn cất ở những nơi khác, tại sao người nhà họ Tiêu lại đặc biệt như thế? Bất kể chuyện gì cũng đều phải dựa vào lòng người, nếu trên mạng đã có lời đồn như thế thì chứng tỏ không chỉ là Võ Tông không vừa mắt nhà họ Tiêu, mà ngay cả người dân Hoa Quốc cũng có chỉ trích với chuyện này. Tổng tư lệnh Tần có thể bảo tôi dùng chức quyền trong tay đi trấn áp dư luận chứ nhỉ? Anh, Tần Vũ tức đến độ phổi sắp nổ tung, chỉ vào Vương Quốc Xương nói, Vương Quốc Xương, anh đừng vui mừng quá sớm. Cũng sẽ có ngày anh hối hận. Tổng tư lệnh Tần. Không thể làm trái ý dân, đây là lời nói của Thiên Tử. Vương Quốc Xương đắc ý nói. Nghe thế Tần Vũ không khỏi sửng sốt, lập tức nghĩ một kết quả xấu nhất. Không ổn, nghĩ đến đây Tần Vũ vội vàng chạy như bay đến Thiên Tử Các. Nhưng khi anh ta đến trước cửa Thiên Tử Các, vài chiếc xe cần cầu đã treo bia tưởng niệm các anh hùng gần trăm năm trong Thiên Tử Các lên không trung. Thả xuống, ai cho phép các người làm như vậy? Long Thất. Tên khốn nạn, cút ra đây cho tôi. Tần Vũ lập tức trợn to mắt, Ngự Lâm quân hai bên hoảng sợ vội vàng dừng công việc trong tay. Không lâu sau,
Long Thất nhanh chân bước đến trước mặt Tần Vũ khó hiểu nói, Tổng tư lệnh Tần, sao thế? Ai bảo các cậu làm như vậy? Tần Vũ chỉ vào tấm bia tưởng niệm các anh hùng, hai mắt như sắp phun ra lửa hỏi. Long Thất sửng sốt một lát, sau đó ghé lại gần Tần Vũ nói, là lệnh của thiên tử, Tổng tư lệnh Tần bớt giận, bây giờ áp lực dư luận quá lớn, thiên tử cũng không thể không. Chương 2530. Vãi trưởng, không để Long Thất nói hết câu, Tần Vũ đẩy Long Thất ra chạy thẳng vào thiên tử các. Lúc này thiên tử đang xử lý công việc trong đại điện, thiên tử cũng đã nghe rất rõ tiếng ồn ào ngoài cửa. Thấy Tần Vũ đẩy cửa bước vào, thiên tử mới đặt bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, Tần Vũ, đóng cửa đại điện lại đã. Tần Vũ vừa bước vào đại điện, nghe thế không khỏi sửng sốt. Chứng tỏ thiên tử đã đợi anh ta đến chất vấn trong đại điện. Vâng, mặc dù cảm thấy không vui nhưng Tần Vũ vẫn trở tay đóng chặt cửa đại điện lại. Có phải cậu rất bất ngờ tại sao tôi lại thuận theo ý của Võ Tông, phá dỡ bia chiến công của nhà họ Tiêu xuống khỏi thiên tử các không? Thiên tử bình tĩnh hỏi. Tần Vũ do dự một chốc, gật đầu nói, đúng vậy, tôi cảm thấy rất khó hiểu. Thiên tử, người đời đều biết Tiêu Chính Văn có công lớn với Hoa Quốc. Mấy đời nhà họ Tiêu đều rơi đầu đổ máu vì Hoa Quốc, nếu ngay cả chiến công của nhà họ Tiêu cũng không thể được giới chính trị công nhận thì sẽ làm hối lòng tướng sĩ nơi biên cương. Nhất là 200.000 quân Phá Long sẽ càng nổi giận. Bao nhiêu năm qua, là Tiêu Chính Văn dẫn dắt họ xông pha chiến trường, bảo vệ chống lại các cuộc xâm lược của nước ngoài. Nếu thiên tử cũng không công nhận chiến tích của Tiêu Chính Văn thì họ, nghe thế thiên tử khẽ gật đầu. Tần Vũ thật lòng nói ra mấy lời này, hơn nữa không chỉ xuất phát từ tình cảm cá nhân dành cho Tiêu Chính Văn. Sao tôi có thể không hiểu được những đạo lý trong đó? Thiên tử chậm rãi đứng dậy nói tiếp. Tình thế hiện giờ của Hoa Quốc rất cấp bách, giữa giới chính trị và Võ Tông phải có sự cân bằng. Lợi ích của giới chính trị phải được Võ Tông công nhận, giới chính trị cũng không thể phớt lờ yêu cầu của Võ Tông. Nếu không sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó Hoa Quốc sẽ xuất hiện tình trạng nội loạn. Huống hồ đây cũng là ý của vua Bắc Lương. Nói rồi thiên tử lấy điện thoại mở một đoạn tin nhắn ra rồi đưa cho Tần Vũ. Trên đó chỉ có 5 chữ. Tần Vũ nhỏ giọng đọc, lưỡng nghị sinh tứ tượng, thiên tử khẽ gật đầu nói, cậu có thể hiểu ý của vua Bắc Lương chứ? Đây, Tần Vũ cũng hơi hoang mang, 5 chữ này của Tiêu Chính Văn có ý gì vậy? Thái cực, thiên tử mỉm cười nói. Thái cực, chương 2531. Tần Vũ suy nghĩ một hồi bỗng ngẩng đầu lên nói, ý của vua Bắc Lương là không tỏ rõ thái độ với người Võ Tông sao? Thiên tử gật đầu nói, đúng thế, kéo dài thời gian. Tất nhiên tôi sẽ không vứt tấm bia tưởng niệm chiến công này đi, Hoa Quốc và người dân sẽ không quên chiến công của nhà họ Tiêu. Chiến công của Tiêu Chính Văn càng được cả thế giới biết đến, tôi càng không dám quên. Nghe nói thế, Tần Vũ thở phào, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng, thiên tử vẫn bảo người tháo dỡ bia chiến công. Thiên tử khẽ gật đầu nói, tất nhiên là phải tháo rồi, sau khi tháo dỡ thì rời vào tông miếu, lập trước cửa tông miếu. Không ai có thể nói một chữ không. Tôi đã nhường một bước, nếu Võ Tông còn dám ép bức thì đừng trách tôi đây trở mặt vô tình. Nói đến đây, sắc mặt thiên tử bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Nghe thế Tần Vũ cũng xem như đã hiểu rõ ngọn nguồn trong đó. Thật ra thiên tử nhường một bước nhưng tiến hai bước. Tháo dỡ chiến công của nhà họ Tiêu đồng nghĩa với thuận theo Võ Tông. Nhưng lại không nói rõ sẽ xử lý bia chiến công của nhà họ Tiêu thế nào. Cho dù sau chuyện này, người Võ Tông biết Thiên Tông rời bia chiến công đến Tông Miếu tiếp tục cung phụng, cũng không tìm được lý do để tác oai tác quái. Mặt khác trong tay thiên tử cũng có một con bài có thể yêu cầu Võ Tông làm một việc cho giới chính trị. Đưa đẩy một hồi vô hình chung trong tay có thêm một lá bài phán đoán, còn có thể đánh ngược lại Võ Tông. Kế hay, tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Tần Vũ không khỏi cười khổ. Xem ra vẫn là kế của Tiêu Chính Văn và thiên tử xuất sắc, hơn nữa hai người này phối hợp với nhau quả đúng là không gì có thể lọt mắt trời. Nhưng sau khi biết bia chiến công rời đến Miếu Tông, người Võ Tông chắc chắn sẽ trả thù. Hiện giờ người nhà Tiêu Chính Văn cũng biến mất theo Tiêu Chính Văn, điều duy nhất chúng có thể làm là ra tay với dinh thự. Nếu dinh thự cũng bị đổi tên thì chẳng phải Võ Tông đã đạt được mục đích rồi sao? Tần Vũ ngẫm nghĩ nói.
Nghe thế thiên tử ngửa mặt lên trời cười đáp, chuyện này còn phải xem bản lĩnh của Tiêu Chính Văn, cậu ấy là vua Bắc Lương, ngay cả nhà cũng không giữ nổi thì chẳng bằng về nhà chăm con đi cho rồi. Thông báo cho Hắc Băng Đài, bắt đầu từ lúc này theo dõi sát sao từng hành động của các tông môn lớn của Võ Tông, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo. Vâng, Tần Vũ đáp một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khoan đã, sau đó thiên tử gọi Tần Vũ lại nói, chuyện này không thể để Vương Quốc Xương biết. Đã rõ. Chương 2532. Tần Vũ gật đầu rồi nhanh chân đi ra khỏi đại điện. Đi đến cửa, Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn bia chiến công bị treo giữa không trung, nói với Long Thất, hai. Dù sao vua Bắc Lương cũng không còn trong giới chính trị nữa, dỡ ra đi, nhanh lên. Nói rồi Tần Vũ đi thẳng ra khỏi thiên tử các. Long Thất nhìn bóng lưng Tần Vũ, cười khổ, sau đó dặn dò cấp dưới tăng tốc thi công. Cùng lúc đó trên một chiếc xe đang chạy đến Sơn Thành, Trương Lăng Phong đọc tin tức trên điện thoại. Trong đó là hiện trường thiên tử các đã tháo dỡ bia chiến công của nhà họ Tiêu. Hai, xem ra chiều hướng sắp thay đổi rồi. Một trưởng lão nhà họ Trương bên cạnh hắn lướt nhìn màn hình điện thoại, cười khẩy nói, đây chỉ là bước đầu thôi, còn dinh thự nữa. Không lâu nữa, ngay cả dinh thự cũng sẽ đổi chủ. Bây giờ không chỉ là Hoa Quốc không chứa nổi Tiêu Chính Văn mà cả thế giới đã không có chỗ đứng cho Tiêu Chính Văn nữa rồi. Chống lại thiên đạo minh ước thì phải trả giá cực kỳ đau đớn, bề ngoài có vẻ là Võ Tông Hoa Quốc đang nhắm vào cậu ta nhưng cậu có từng nghĩ các môn phái trong Võ Tông nhiều vậy, năm đại danh sơn cũng có tính toán của riêng mình, lần này sao lại đồng lòng thế kia? Vừa nghe nói thế, Trương Lăng Phong không khỏi hít khí lạnh nói, tam trưởng lão, ý của ông là bây giờ thiên đạo minh ước đang khống chế Võ Tông cả thế giới. Ừ, có thể nói như thế, Tiêu Chính Văn đang đứng ở phía đối lập với cả thế giới. Có kết cục như bây giờ cũng nằm trong dự đoán. Hơn nữa cậu nghĩ xem tại sao lần này có nhiều người muốn chạy đến thăm hỏi Tiểu Thái Tông vậy. Ông ta có thể diện lớn thế sao? Nghe tam trưởng lão nói, sắc mặt Trương Lăng Phong liên tục thay đổi. Nếu muốn nói giữa Tiểu Thái Tông và Tiêu Chính Văn có điểm chung gì đó thì chính là hai người họ đều từng chống đối lại thiên đạo minh ước. Ý của tam trưởng lão, thăm hỏi là giả, dò thám tình hình bị thương mới là thật à? Trương Lăng Phong lập tức nghĩ đến một kết quả xấu nhất, đó là sở dĩ năm đại danh sơn cử ra nhiều lực lượng lớn mạnh như thế là vì âm thầm nhắm vào Tiểu Thái Tông. Nếu vết thương của Tiểu Thái Tông quá nặng thì lần thăm hỏi này rất có thể trở thành một trận bao vây giết người. Thông minh, tam trưởng lão vuốt râu mỉm cười gật đầu nói. Lúc này trong khách sạn sang trọng cao cấp nhất Sơn Thành đã chật kín người. Ngay cả nhân viên chấp pháp giữ trật tự cũng khiếp sợ đến mức há hốc miệng. Họ rất hiếm khi thấy nhiều nhân vật tầm cỡ cùng xuất hiện ở một chỗ như thế này. Hôm nay đến đây không phải là viện trưởng mấy đại danh sơn thì cũng là môn chủ và trưởng giáo của các tông môn. Có thể nói chọn bừa ra một người trong đám người này cũng là nhân vật có tầm quan trọng ở Hoa Quốc. Chương 2533. Ngay cả chủ tịch tỉnh Xuyên cũng đến đây. Chỉ là, dù bất cứ lúc nào thì chủ tịch tỉnh cũng là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Nhưng hôm nay lại bị phớt lờ. Dù chủ tịch tỉnh đến đây chào hỏi một ông lão phong thái đỉnh đạc, nhưng đối phương lại không liếc nhìn chủ tịch tỉnh một cái mà bước ngang qua trước mặt ông ta như thể ông ta là không khí. Lúc này ông cụ Quý, và Quý Sương Nhi đang dặn dò mấy lời cuối cùng với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, không giấu gì cậu, những người đến hôm nay không ai có ý tốt cả, nhà họ Quý chúng tôi có ân oán sâu sắc với năm đại danh sơn ở ngoài lãnh thổ. Ông cụ Quý trầm giọng nói. Ồ, Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt, chẳng phải nhà họ Quý đã cắm rễ ở ngoài lãnh thổ hàng nghìn năm trước rồi sao? Năm đại danh sơn đều im lặng trước việc hủy diệt Hoa Quốc, chỉ có nhà họ Quý chúng tôi phản đối chuyện này, thế nên mới có ân oán với năm đại danh sơn. Do đó lát nữa cậu phải cẩn thận, cố gắng đừng xảy ra mâu thuẫn với họ, nếu không hậu quả khó lường được. Ông cụ Quý cực kỳ nghiêm túc nói. Tiêu Chính Văn vô cùng thông minh, anh nghe ông cụ Quý nói đến đây liền hiểu ra ý đồ của năm đại danh sơn. Cho nên hôm nay bọn họ tới chào hỏi, nhưng thật ra là đến thám thính thực hư sao? Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng hỏi. Ông cụ Quý gật đầu nói, đúng vậy, có thể nói như vậy, bọn họ thực sự đến để thám thính thực hư. Còn nếu vết thương của Tiểu Thái Tông không nặng thì là bọn họ đến để chào hỏi.
Ngược lại, bọn họ có thể sẽ giết cậu bất cứ lúc nào, vì vậy, cậu nhất định không chọc tức bọn họ. Điều mà ông cụ Quý lo lắng nhất là Tiêu Chính Văn sẽ đánh một vài người trong số bọn họ để giả vờ giống Tiểu Thái Tông. Chỉ cần ra tay thì cục diện hôm nay chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Quý Sương Nhi cũng chế nhạo nói, bây giờ anh đã hiểu rồi nhỉ. Lúc trước tôi đã khuyên anh rồi, với tư chất của anh thì làm sao có thể thay thế được chú năm của tôi chứ? Nhưng việc đã đến nước này thì anh không còn đường lui nữa rồi, nếu anh lâm trận mà luống cuống thì sẽ chết thảm hơn đấy. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến Quý Sương Nhi, nhưng trong lòng lại thầm chế nhạo. Đám người của năm đại danh Sơn và Võ Tông đúng là lao tâm khổ trí thật. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn cũng không phải là không có sự chuẩn bị. Lúc này, Độ Thiên Chân Nhân đang đích thân dẫn theo ba vị cao thủ cảnh giới thiên thần một sao của Thiên Kiếm Tông, mai phục ở nhà nghỉ cách khách sạn ba con đường. Còn Long Nguyệt dẫn theo mười mấy cao thủ cảnh giới thiên vương mai phục trong khách sạn. Chỉ cần bên phía Tiêu Chính Văn xảy ra chuyện thì hai đoàn quân sẽ lập tức giết sạch. Tất cả những người đến chào hỏi Tiểu Thái Tông đừng hòng rời khỏi nơi này. Chương 2534. Chẳng qua chỉ là vài tên đồ đệ nhỏ bé thôi, không cần phải lo lắng. Tiêu Chính Văn xua tay, đứng lên đi về phía sảnh tiệc. Lúc này, trong sảnh tiệc đã chật kín người. Triệu Thiên Hòa và những người khác đang thấp giọng thảo luận. Tôi nghe sư phụ kể rằng Tiểu Thái Tông đã bị bốn vị cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương bao vây tấn công, sao có thể sống sót thoát ra vùng ngoài lãnh thổ chứ? Châu Vọng Hải cau mày, trầm giọng nói. Không có chuyện gì là tuyệt đối cả, nói không chừng nhà họ Quý vẫn còn cao thủ. Chỉ là cho dù Tiểu Thái Tông thoát mạng thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Quách Trường Phong quay đầu nhìn Châu Vọng Hải, nhỏ giọng nói. Không thể nào, lúc đó đã có người tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiểu Thái Tông được khiêng ra khỏi trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước, ông ta không thể còn sống được. Chắc chắn nhà họ Quý đang tung hỏa mù để làm chúng ta mụ mị đầu óc. Châu Vọng Hải nheo mắt, nói với vẻ chắc chắn. Mụ mị đầu óc ư, mọi người nghĩ nhà họ Quý ngu ngốc như vậy sao? Nếu chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy Tiểu Thái Tông thì nhà họ Quý sẽ ứng phó thế nào? Theo tôi thấy, Tiểu Thái Tông còn sống hay đã chết đều không quan trọng, vở kịch này của nhà họ Quý mới là quan trọng nhất. Nếu muốn diễn tốt mà không cần người trợ giúp thì nhà họ Quý chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ. Lát nữa chúng ta cũng có thể thử ông ta, để tránh không phân biệt được là thật hay giả. Triệu Thiên Hòa không hổ danh là đệ tử của đệ tử Nhạc Trung Kỳ, ông ta có hiểu biết hơn nhiều so với những người khác. Thủ đoạn đơn giản như thuật biến đổi khuôn mặt sao có thể qua được mắt Triệu Thiên Hòa. Mặc dù tướng mạo của một người có thể thay đổi thông qua thuật biến đổi khuôn mặt. Nhưng sự từng trải, phong độ, hiểu biết không thể giống y hệt nhau được. Vẫn là anh Triệu nhìn xa trông rộng, chỉ là, nếu đó là hàng giả thì tôi, Quách Trường Phong nói đến đây liền cau mày vì khó xử, nuốt hết những lời sau đó xuống. Nếu ra tay với nhà họ Quý thì tuyệt đối không thể nói ra từ miệng chính mình. Nếu không, ngộ ngỡ nhà họ Quý bị tiêu diệt thì sau này nhất định sẽ bị xử lý cùng. Không phải Võ Tông chúng ta không thể trấn áp hàng giả. Ngay cả Tiểu Thái Tông mà cũng dám mạo danh thì thật bất kính với trụ cột vững chắc của vùng ngoài lãnh thổ Hoa Quốc. Hơn nữa, điều này càng chứng tỏ người được gọi là ông cụ Quý cũng là giả. Tôi có trách nhiệm giúp đỡ nhà họ Quý thanh lý môn hộ. Triệu Thiên Hòa giễu cợt nói. Chương 2535. Mấy người khác nghe vậy lần lượt giơ ngón tay cái lên, tán dương kế sách của Triệu Thiên Hòa. Lấy danh nghĩa chém giết kẻ mạo danh, tiêu diệt nhà họ Quý đến tận cùng. Làm vậy không để lại tai họa mà còn hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Đạo Minh Ước giao cho bọn họ. Đúng lúc này, cửa sảnh tiệc mở ra, mấy người Tiêu Chính Văn bước vào sảnh lớn. Theo sau Tiêu Chính Văn là ông cụ Quý. Bên cạnh cụ ta là Quý Thiên Hà quản gia nhà họ Quý. Chỉ có Quý Sương Nhi đi theo từ xa, như thể có ý giữ khoảng cách với Tiêu Chính Văn. Cậu đừng sợ, cũng đừng bắt tay, nếu không, bọn họ sẽ nhìn ra khuyết điểm của cậu. Tuy nhiên lúc bước vào sảnh tiệc, sắc mặt của Quý Sương Nhi liền thay đổi. Bởi vì lúc này, ánh mắt của hàng trăm cao thủ Võ Tông và các môn phái lớn đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Khí tức đáng sợ đó lập tức khóa chặt Tiêu Chính Văn, thậm chí còn có khả năng tấn công Tiêu Chính Văn bất cứ lúc nào. Lúc này, cả sảnh lớn đã chật kín người, khí tức của mọi người cùng tập hợp lại khiến ông cụ Quý cũng lấm tấm mồ hôi.
Chết tiệt, ai mà ngờ được đám người võ tông này lại dám to gan gây sức ép cho Tiêu Chính Văn ngay từ đầu vậy chứ? Ánh mắt của Tiêu Chính Văn lướt qua tất cả mọi người, trong lòng anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sau đó anh chế nhạo nói, sao thế? Các vị đến để chào hỏi hay muốn thể hiện uy phong trước mặt tôi đây? Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Các đại diện của năm đại danh sơn cũng sững sờ. Đối mặt với khí tức đáng sợ như vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn rất bình tĩnh. Trong chốc lát, đại biểu của năm đại danh sơn cũng bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào người trước mặt thật sự là Tiểu Thái Tông sao? Tiểu Thái Tông không hề bị thương khi ở ngoài vùng lãnh thổ ư? Cậu năm, cậu thật biết nói đùa, chúng tôi đặc biệt tới đây là để chào hỏi cậu. Triệu Thiên Hòa cười nói đầu tiên. Chỉ là Tiêu Chính Văn không thèm tiếp lời, mà nhanh chóng bước tới chỗ ông ta. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thiên Hòa đang ngồi trên ghế chính, ồ. Vậy sao, Triệu Thiên Hòa không ngờ rằng Tiêu Chính Văn dám hỏi ông ta bằng giọng điệu như vậy. Nhất thời cũng không biết nói gì. Thấy Tiêu Chính Văn không lui mà tiến, còn mặt đối mặt chất vấn Triệu Thiên Hòa, trong lòng Quý Sương Nhi vô cùng lo sợ. Chương 2536. Đây là Triệu Thiên Hòa đấy. Ngộ nhỡ đối phương không nể mặt Tiểu Thái Tông mà đứng lên đối chất với Tiêu Chính Văn thì kết quả khó mà tưởng tượng nổi. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ là giả, sao có thể là đối thủ của Triệu Thiên Hòa được. Nếu hai bên ra tay thì không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được kết quả. Quý Sương Nhi còn chưa định thần lại thì Tiêu Chính Văn đã đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Triệu Thiên Hòa. Bộp, cái tát vang lên chói tai này khiến mọi người đều sững sờ. Ngay cả ông cụ Quý đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng choáng váng. Triệu Thiên Hòa và những người xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với vẻ không tin nổi. Lúc này, một quả trứng cũng nhét vừa vào miệng bọn họ. Nhìn thấy tôi mà vẫn không đứng lên hành lễ, ai cho ông can đảm ngồi lên ghế chính? Trước lời chất vấn của Tiêu Chính Văn, toàn bộ sảnh lớn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt Tiêu Chính Văn sắc lạnh như kiếm. Nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Hòa. Ngay cả Triệu Thiên Hòa cũng không ngờ Tiêu Chính Văn dám tát ông ta trước mặt mọi người. Đến năm đại danh sơn cũng luôn coi ông ta như khách quý. Hơn nữa, ông ta còn thuộc môn phái của Nhạc Trung Kỳ, cho dù là ở ngoài vùng lãnh thổ thì Tiểu Thái Tông ít nhiều cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Nhưng ông ta không ngờ lại bị Tiểu Thái Tông tát vào mặt ở nơi đông người. Lúc này, bầu không khí trong sảnh lớn dồn nén đến cùng cực. Mọi người đều đang chờ đợi hành động tiếp theo của Triệu Thiên Hòa. Ông cụ Quý cũng đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc Quách Trường Phong vừa đứng dậy, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chính Văn đã tát một cái thật mạnh lên mặt Quách Trường Phong. Bộp, tôi đang hỏi ông ta, ông có tư cách gì mà lên tiếng? Ánh mắt Tiêu Chính Văn thêm phần sắc lạnh, khiến Quách Trường Phong không khỏi rùng mình. Tất cả mọi người trong sảnh lớn đều sửng sốt, thậm chí có không ít người trên trán đã đổ mồ hôi hột. Thế nào gọi là bá đạo? Đây mới là bá đạo đến cực điểm. Chương 2537. Vừa nãy, mấy người Triệu Thiên Hòa còn nghĩ xem làm sao để ra oai phủ đầu với Tiêu Chính Văn, nhưng bây giờ thì sao? Có điều, mấy người bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Không gian lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi. Đặc biệt là mấy người Triệu Thiên Hòa bị tát vào mặt càng tỏ ra lúng túng hơn. Nếu như đối phương thật sự là Tiểu Thái Tông thì mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, trong ánh mắt không có chút khinh thường và chế nhạo nào nữa. Quý Sương Nhi đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi tới lúc này cô ta vẫn chưa hoàn hồn lại. Chúng tôi hân hạnh được gặp cậu chủ năm, mọi người đồng loạt khom lưng nói với Tiêu Chính Văn. Bởi vì Tiểu Thái Tông xếp thứ 5 trong nhà họ Quý nên ở vùng ngoài lãnh thổ, mọi người đều cung kính gọi ông ta là cậu chủ năm. Lúc này, không chỉ có môn chủ của các tông môn không dám thở mạnh mà ngay cả đại diện mà năm đại danh sơn cử đến cũng cung kính đứng đó. Thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn cũng không có. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, sải bước đến trước vị trí chủ tọa. Triệu Thiên Hòa ngồi trên vị trí chủ tọa khi trước rất không cam tâm lùi sang vị trí kế sau ngay bên cạnh, cả mặt đỏ bừng nhưng lại không dám nhướng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn ngồi xuống vị trí chủ tọa không chút khách khí, ánh mắt quét qua một lượt gương mặt của tất cả mọi người.
mỗi người đều sợ khiếp vía, lo sợ Tiêu Chính Văn truy cứu chuyện này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quý Sương Nhi hoàn toàn sững sờ. Khi trước cô ta còn nghĩ Tiêu Chính Văn bị Võ Tông và đại diện của năm đại danh sơn gây khó dễ thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở, dù gì anh cũng chẳng phải Tiểu Thái Tông thực sự. Thế nhưng ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn chỉ cần vài cái tát và một câu nói đã khiến cho tất cả mọi người phải sững sờ. Mãi tới 5 phút sau, Tiêu Chính Văn mới bình tĩnh lên tiếng, mọi người ngồi xuống cả đi. Nghe thấy Tiêu Chính Văn nói vậy, lúc này mọi người mới thở phào một hơi, đồng loạt tìm chỗ ngồi cho mình rồi ngồi xuống. Lúc này, Triệu Thiên Hòa siết chặt nắm đấm. Vẻ hung hãn trong đôi mắt cứ thế lóe ra bốn phía, giống như có thể bùng phát bất cứ lúc nào vậy. Anh Triệu, tuyệt đối không được kích động. Bên cạnh có người nhắc nhở Triệu Thiên Hòa. Triệu Thiên Hòa hít sâu vào một hơi, lúc này mới từ từ buông lỏng nắm đấm ra. Mà sau đó chỉ thấy Tiêu Chính Văn vẫy tay với nhân viên phục vụ, hai nhân viên phục vụ vội vàng bước nhanh lên trước rót trà cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn im lặng thưởng trà như thể tất cả mọi người đều không tồn tại. Chương 2538. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông cụ Quý không khỏi gật đầu lia lịa, sau đó quay người bước ra khỏi đại sảnh. Lúc này, ông cụ Quý không khỏi cười thầm, trước đây mình đã lo lắng thừa rồi. Tiêu Chính Văn trước mắt rõ ràng còn giống Tiểu Thái Tông hơn cả Tiểu Thái Tông. Chỉ dựa vào khí thế này thôi cũng đủ để áp chế cả căn phòng, cụ ta căn bản chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Cậu chủ Năm, không ngờ ông lại ở ẩn tại nơi này, chúng tôi thật sự cảm thấy hoang mang lo sợ. Chúng tôi nghe nói hình như ông đã bị thương ở vùng ngoài lãnh thổ, không biết, từ đầu tới cuối người này vẫn khom lưng, thái độ vô cùng cung kính. Dù gì trong số những người chưa đạt tới cảnh giới nhân vương thì Tiểu Thái Tông là vô địch thiên hạ. Mặc dù thân phận của bọn họ đều không hề tầm thường, thế nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả mọi thân phận địa vị căn bản đều chẳng xứng để liếc nhìn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn người đó, nói tôi làm gì? Lẽ nào còn cần phải thông báo trước cho ông hay sao? Người đó lập tức đỏ bừng mặt vì câu nói này của Tiêu Chính Văn. Cậu chủ Năm, xin lỗi, xin lỗi. Tôi tự phạt một ly, coi như nhận tội với ông. Người đó nói rồi vội vàng cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều tin rằng người thoạt nhìn rất bình thường trước mắt này chính là Tiểu Thái Tông. Bởi vì ngoại trừ Tiểu Thái Tông ra thì không ai dám khinh thường mấy người bọn họ như vậy. Và lại, Tiểu Thái Tông dám tát bọn họ, điều này nói lên rằng đối phương căn bản chẳng e sợ chút nào. Vậy nên rất nhiều người đều đồng loạt đứng dậy, sau khi kính Tiêu Chính Văn một ly thì vội vàng rời đi. Dù gì mục đích chuyến đi này của họ cũng là muốn kiểm tra vết thương của Tiểu Thái Tông. Nếu như vết thương của Tiểu Thái Tông nghiêm trọng thì đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ trừ khử Tiểu Thái Tông. Thế nhưng bây giờ rõ ràng không thể đạt được mục đích này rồi. Cũng chỉ có mấy người bị Tiêu Chính Văn tát thì bày ra sắc mặt hết sức u ám và đáng sợ, thế nhưng cũng chỉ dám bực tức chứ không dám nói ra. Mãi tới sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Tiêu Chính Văn mới từ từ đứng dậy. Quý Sương Nhi thấy Tiêu Chính Văn đứng dậy định rời đi thì mới tiến lại gần. Thế nhưng Tiêu Chính Văn chẳng buồn quan tâm tới cô ta, thẳng thừng đẩy cửa rời đi, để lại một mình cô ta đứng trong gió lạnh. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, Quý Sương Nhi tức tới mức mặt mày tái xanh. Hừ, anh ta thật sự coi bản thân là chú Năm của tôi luôn rồi hả? Quý Thiên Hà đứng bên cạnh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, điềm nhiên nói, cô chủ, không cần nổi nóng, người này chẳng qua chỉ là mượn uy danh của cậu chủ Năm nên mới dám như vậy mà thôi. Nhưng giả thì vĩnh viễn chẳng thể thành thật nổi đâu. Chương 2539. Bây giờ cục diện sắp biến đổi, không có thực lực thì tất cả đều chỉ là ảo tưởng mà thôi. Quý Thiên Hà vừa nói hết câu, lửa giận trong lòng Quý Sương Nhi lập tức tan biến đi một nửa. Không sai, một kẻ giả mạo thì sớm muộn cũng có ngày phải cầu cạnh nhà họ Quý bọn họ mà thôi. Tới lúc đó xử lý anh ta cũng chưa muộn. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Quý Sương Nhi đột nhiên vang lên. Thấy là ông cụ Quý gọi tới, Quý Sương Nhi vội vàng nhấc máy. Ông nội, ông tìm cháu ạ, xảy ra chuyện lớn rồi, về đây ngay đi. Trong giọng điệu của ông cụ Quý mang theo mấy phần hoảng loạn. Quản lý nhà họ Quý đã nhiều năm, ông cụ Quý sớm đã sở hữu phong thái dù Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt thì cũng không kinh sợ.
Thế nhưng lúc này, ngay cả ông cụ Quý cũng trở nên hoang mang, điều này nói lên rằng nhất định đã xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì rồi. Vâng, cháu về ngay đây. Quý Sương Nhi cúp điện thoại, vội vàng nói với Quý Thiên Hà, là ông nội gọi tới, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta về luôn thôi. Nói xong, hai người bước nhanh ra khỏi phòng tiệc, đi thẳng về phía nhà họ Quý. Lúc này, sóng lớn ngút trời đang dâng cao trên mặt biển phía đông. Mà trên đầu ngọn sóng cao cả trăm mét có mấy chục bóng người đang đứng. Người đứng đầu tay cầm con dao võ sĩ dài hơn 3 mét, khí thế trên người đủ để trấn áp cả bầu trời. Mọi người đạp trên ngọn sóng lớn tiến thẳng về phía Hoa Quốc. Cùng với một tiếng sấm nổ kinh thiên, cả bầu trời cứ thế nhỉ nhằng sấm chớp. Cảnh tượng này không chỉ kinh động cả Hoa Quốc, mà ngay cả Âu Lục mà Mỹ Lục cũng tập trung sự chú ý về phía Hoa Quốc. Không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, bên phía Vi Hào cử người tấn công Hoa Quốc chúng ta. Đối diện bờ biển, một sĩ quan nhấc điện thoại lên, vội vàng báo cáo cho Hắc Băng Đài. Vào lúc ngọn sóng lớn cao cả trăm mét kia tiến vào bờ biển Hoa Quốc, hàng trăm máy bay chiến đấu gần như cất cánh cùng một lúc. Lúc máy bay chiến đấu nghiêm túc cảnh cáo đối phương, võ sĩ Vi Hào cầm đầu kia đột nhiên giơ con dao chiến đấu võ sĩ trong tay lên, hàng trăm tia sét lập tức giáng xuống. Hàng trăm máy bay chiến đấu gần như bị tia sét đâm trúng cùng lúc, sau đó đồng loạt rơi xuống. Cảnh tượng này được vô số đài truyền hình ghi lại và phát sóng, cả Hoa Quốc lập tức tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Lúc này, Tần Vũ cũng tới Thiên Tử Các ngay, cầm bản tin chiến sự trong tay, nói với Thiên Tử, xảy ra chuyện lớn rồi, bên phía Vi Hào cử mấy chục cao thủ truy sát vào bờ biển Hoa Quốc của chúng ta. Chương 2540. Hơn nữa còn đánh hạ hàng trăm máy bay chiến đấu của chúng ta. Tình hình hết sức nguy cấp, lời này vừa mới thốt ra, ngay cả mấy người đại trưởng lão Võ Tông và trưởng lão Tông Miếu cũng tỏ ra kinh ngạc. Vừa nãy, mấy người bọn họ còn đang thảo luận với Thiên Tử làm sao để đối phó với sự biến đổi nhanh chóng giữa các nước. Trong chớp mắt, bên phía Vi Hào đã cử người đánh giết vào Hoa Quốc luôn rồi. Bây giờ tình hình thế nào? Đại trưởng lão Võ Tông vội vàng tiến lên trước một bước, hỏi. Tông chủ của Thiên Tề Tông lãnh đạo cả Thiên Tề Tông tới ngăn cản nhưng đã bị đối phương giết sạch trên biển. Tần Vũ đưa bản tin chiến sự ra trước mặt đại trưởng lão Võ Tông, nói. Đại trưởng lão nhận lấy bản tin chiến sự, chỉ liếc mắt nhìn qua đã đưa ra trước mặt Thiên Tử, nói Thiên Tử, buộc phải nhanh chóng liên lạc với năm đại danh sơn, bảo bọn họ phái cao thủ tới ngăn chặn. Thiên Tử nhận lấy bản tin chiến sự, cúi đầu xem với vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó không ngừng nghiến răng. Giới chính trị có thể điều động năm đại danh sơn hay không vẫn còn chưa biết được, lỡ như đối phương từ chối thì Hoa Quốc sẽ lâm nguy mất. Cùng lúc này, gần như cả thế giới đều chấn động bởi cuộc đại chiến kinh thiên trên mặt biển Hoa Quốc. Cả thế giới đều đang quan sát biến hóa của sự việc. Tình thế nhất thời trở nên cực kỳ náo động. Đây là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến với Hoa Quốc kể từ sau khi Tiêu Chính Văn càn quét Âu Lục và Mỹ Lục. Trong đoạn video, võ sĩ Vi Hào đó cầm con dao chiến đấu trong tay, giống như một con ác quỷ tới từ địa ngục, trông vô cùng đáng sợ. Vô số người trong võ tông Hoa Quốc đều bị hắn giết dưới lưỡi dao này. Thiên Tử cũng trầm lặng quan sát cảnh tượng diễn ra trong đoạn video phát từ điện thoại, một lúc lâu sau mới quay người nói với Long Thất lập tức cho Bất Tử Quân tới ngăn chặn. Long Thất nghe vậy thì hơi ngẩn ra, ngập ngừng nói, Thiên Tử, Bất Tử Quân là đại quân bí mật chúng ta tận lực huấn luyện ra trong mấy năm gần đây, để lộ ra sớm như vậy, liệu có phải, Thiên Tử liên tiếp lắc đầu nói, mấy người cũng đã nhìn thấy rồi, chuyện lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, năm đại danh sơn lại không biết chuyện hay sao. Mà tới giờ bọn họ vẫn ngồi yên một chỗ nhìn mấy tông môn bị tiêu diệt. Điều này nói lên rằng dù bản quân đích thân ra lệnh cho bọn họ ra tay thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ thoái thác bằng đủ mọi lý do. Một khi để người Vi Hào xông vào trong lãnh thổ, vậy thì người phải đổ máu sẽ là vô số nhân dân Hoa Quốc. Vì muôn dân Hoa Quốc, dù phải để lộ ra Bất Tử Quân của chúng ta khi còn quá sớm thì cũng đáng. Sự tồn tại của bọn họ chính là để bảo vệ cho muôn dân Hoa Quốc được bình an. Tần Vũ nhíu mày nói, bên phía Vi Hào không thể không biết tin Tiểu Thái Tông đã quay lại, biết rõ Tiểu Thái Tông ở đây mà bọn họ vẫn dám khai chiến với Hoa Quốc chúng ta. Bọn họ điên rồi sao? Chương 2541. Bọn họ không hề điên mà đang nhắm thẳng tới di tích Long Tộc,
Bây giờ cao thủ của Hoa Quốc chúng ta vẫn chưa trở về toàn bộ, đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến bọn họ dám khiêu chiến với Hoa Quốc chúng ta. Nói tới đây, thiên tử xua tay với Long Thất. Long Thất nặng nề gật đầu, sau đó rút điện thoại ra, tìm một số điện thoại rồi gọi đi, Bất Tử Quân nghe lệnh. Tất cả thành viên ra trận, giết chết đám Xâm Lăng Vi Hào. Ngay tức thì, vô số máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay Long Kinh rồi bay thẳng tới vùng biển phía đông. Bất Tử Quân có thể nói là một lực lượng đặc thù mà Hoa Quốc đã dồn hết mọi nguồn lực, chuyên tâm bồi dưỡng ra trong vòng 5 năm trở lại đây của Hoa Quốc, mỗi người đều có chiến lực trên cấp thiên vương 3 sao. Dù là sau khi linh khí phục hồi, nhóm thiết quân giống như vậy cũng đủ để gây chấn động tới các nước. Cũng có thể nói, đây là chiến lực mạnh nhất mà thiên tử có thể nắm giữ trong tay. Nửa tiếng sau, trên vùng biển phía đông đột nhiên xuất hiện mấy chục màn ánh sáng ngút trời, người đàn ông trung niên mặc đồ đen dẫn đầu số đó sải bước đi trên mặt biển. Ông ta chính là chỉ huy của nhóm Bất Tử Quân này. Lúc này, ý chí chiến đấu của ông ta đang lên rất cao, dùng thanh giáo dài trong tay chỉ vào võ sĩ nước Vi Hào phía đối diện, nói, mấy người lập tức rút lui khỏi vùng biển của Hoa Quốc chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ giết hết không tha. Tên võ sĩ Vi Hào cầm đầu kia lạnh lùng quan sát người đàn ông mặc đồ đen, khinh thường bật cười nói, Hoa Quốc thật sự không còn ai à. Lại cử mấy kẻ tầm thường ở cảnh giới thiên vương tới ngăn cản tôi. To gan, người đàn ông mặc đồ đen giơ thanh giáo dài trong tay lên, một tia sáng lạnh lùng xé rách bầu trời đêm, lao thẳng về phía võ sĩ Vi Hào kia. Đừng nói là ông, dù Tiểu Thái Tông có đến thì ở trước mặt tôi ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu quy phục mà thôi. Nói xong, tên võ sĩ Vi Hào đó rút con dao chiến đấu ra. Đột nhiên, trên bầu trời giống như lóe lên một tia sét sắc lẹm, cả không gian như thể sắp sửa bị xé toang thành hai mảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, những môn chủ võ tông đang định tiến vào khu vực bờ biển đều tỏ ra kinh ngạc. Cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, quá khủng khiếp, chỉ vung tay đã khiến trời đất rung chuyển. Chỉ dựa vào luồng sáng này thôi đã đủ để nói lên thực lực của đối phương rồi. Bên trong võ tông Hoa Quốc bây giờ, dù là trong năm đại danh sơn thì cao thủ ở cảnh giới thiên thần cấp thiên 4 sao cũng cực kỳ hiếm có. Dù mấy người bọn họ có hợp sức lại thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Một khi đạt tới thực lực trên cảnh giới thiên thần 4 sao thì dù không dựa vào số người cũng có thể định đoạt được thắng thua. Dù là như vậy thì người đàn ông mặc áo đen đó vẫn không lùi về sau nửa bước, tay cầm thanh giáo dài đâm về phía võ sĩ Vi Hào kia. Bất Tử Quân chính là sống lưng của Hoa Quốc, dù biết rõ sẽ chết thì cũng tuyệt đối không thể rút lui nửa bước. Chỉ thấy bóng dao kinh thiên đó đột nhiên chém xuống, không để cho ông ta kịp hoàn hồn, ánh sáng của mũi giáo đã lập tức biến mất, thay vào đó là một cái đầu người bay lên trên không trung. Chương 2542. Mãi tới khi chết thì hai mắt ông ta vẫn trợn trừng phẫn nộ nhìn thẳng về phía trước. Chỉ là lúc này võ sĩ đó đã cất dao vào vỏ. Mà mấy chục thành viên của Bất Tử Quân phía sau lưng hắn cũng đồng loạt bị chém thành hai mảnh. Mấy chục thành viên Bất Tử Quân gần như đều chết hết dưới một nhát chém của đối phương. Chỉ là một nhát dao thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, chiến lực mạnh nhất mà Hoa Quốc dồn tâm huyết bồi dưỡng mấy năm nay đều hy sinh vì đất nước. Ngay cả Vương Quốc Xương cũng đờ đẫn, tách trà trong tay cứ thế rơi xuống đất và vỡ vụn. Không một ai ngờ được chiến lực mạnh nhất trong quân đội Hoa Quốc lại không địch lại nổi một chiêu của đối phương. Lúc này, các trưởng giáo của năm đại danh sơn đang quan sát động thái nơi tiền phương trong bóng tối cũng đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Ban nãy nhận được điện thoại của thiên tử, bảo bọn họ toàn lực ngăn chặn, tuyệt đối không thể để cho đám người này đặt chân vào lãnh thổ Hoa Quốc. Một học trò của thiên sơn tiến lên trước báo cáo với mấy người Lạc Trường Sinh. Cái gì? Chiến lực của người này khủng bố như vậy, lẽ nào thiên tử muốn mượn tay đối phương để tiêu diệt hết tất cả chúng ta sao? Thông báo xuống dưới, không một ai được phép tới đó. Với trận pháp bảo vệ núi của thiên sơn chúng ta, có lẽ hắn không đánh vào đây được đâu. Lạc Trường Sinh là người đầu tiên phản đối. Thế nhưng lỡ như bị bọn chúng giết vào Hoa Quốc, e là, một thủ lĩnh bên cạnh nhíu mày nói. Năm đại danh sơn vẫn đang xây dựng hình tượng của bọn họ ở trong mắt nhân dân Hoa Quốc, nếu như lần này khoanh tay ngồi nhìn võ sĩ Vi Hào giết vào Hoa Quốc. Vậy thì không phải sẽ tự mình đạp đổ tất cả những tuyên truyền trước đó sao? Nhát dao ban nãy của đối phương có chiến lực của thiên thần thiên cấp 4 sao,
đối diện với cao thủ như vậy, các vị đang ngồi ở đây có ai là đối thủ không? Dù thật sự đi thì cũng chỉ có thể nộp mạng mà thôi. Sự sống chết của muôn dân thì có quan hệ gì tới chúng ta? Thiên Sơn chúng ta chỉ cần tự bảo vệ mình là được rồi. Lạc Trường Sinh vừa dứt lời, tất cả mọi người đang có mặt đều trầm mặc. Lúc tên võ sĩ Vi Hào kia đang đắc ý đạp trên ngọn sóng lớn, chuẩn bị tiến vào bờ biển phía đông của Hoa Quốc thì một bóng người đột nhiên chặn lại trước mặt hắn. Hừ, lại thêm một tên tới để nộp mạng, lẽ nào Hoa Quốc mấy người không hiểu ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả đều chỉ là vô dụng à? Lúc này, bóng người đó căn bản không buồn đáp lời hắn, tiện tay tung một cú đấm ra. Một luồng khí kình bao trùm tầng mây đột nhiên dần lên. Trên mặt biển đột nhiên dâng lên một trận gió. Ngay cả mặt biển cũng dâng lên một trận sóng lớn cao gần nghìn mét. Sức mạnh của nắm đấm này giống như muốn xé toang cả không gian, cả bầu trời đều vì thế mà rung động. Võ sĩ Vi Hào đó kinh ngạc biến sắc, hắn không thể ngờ được đối phương lại có sức mạnh kinh khủng tới vậy. Chương 2543. Có thể nói, loại sức mạnh quá mức mạnh mẽ này gần như ngang với một đòn đánh của cao thủ bán bộ nhân vương. Không đợi hắn hoàn hồn lại, một sức mạnh lớn hung hăng dội thẳng vào người hắn. Hắn thậm chí còn chẳng kịp rút con dao chiến đấu ra đã bị một đấm đánh bay. Chỉ thấy cơ thể của võ sĩ Vi Hào đó giống như một trái bom bay thẳng ra rồi rơi mạnh vào trong lòng biển sâu. Không để cho hắn đứng dậy, lại một lực hút cực lớn nữa hút hắn lên từ dưới đáy biển. Một cú đá rất mạnh giáng xuống phần bụng dưới của hắn. Rầm, chỉ trong nháy mắt, cơ thể của võ sĩ Vi Hào đó đã hóa thành vô số mảnh thịt vụn lấp lánh rơi trên mặt biển. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy chục võ sĩ sau lưng hắn lập tức sững sờ, tất cả đờ đẫn đứng trên mặt biển, ớn lạnh mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Mãi tới lúc này, khi ống kính máy quay tiến lại gần, mọi người mới nhìn rõ bóng dáng đó. Chỉ thấy mái tóc dài của người đó tung bay trong gió, trên gương mặt mang theo uy nghiêm bất tận. Tiểu Thái Tông, lúc này, Triệu Thiên Hòa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hít sâu vào một hơi. Lẽ nào trong trận chiến ở vùng ngoài lãnh thổ, Tiểu Thái Tông không những không bị thương mà còn trở nên mạnh hơn rồi sao? Mãi tới một phút sau, một võ sĩ đột nhiên gào lên, mau chạy đi. Sau khi tiếng gào đó vang lên, tất cả võ sĩ Vi Hào đều liều mạng bỏ chạy bốn phía. Những võ sĩ Vi Hào này vốn dĩ muốn nhuốm máu Hoa Quốc, nhưng lúc này chúng cũng cảm thấy kinh hãi. Người vừa bị giết là cấp dưới của tổ thần, mặc dù hắn không phải là người có sức chiến đấu cao nhất hiện giờ ở Vi Hào, nhưng cũng là một cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Bị một cú đấm và một cú đá đánh cho tan xương nát thịt, đối phương phải có thực lực đến mức nào? Ít nhất cũng phải là bán bộ nhân vương. Họ có thể được xem là gì khi ở trước mặt cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương chứ? Chỉ là không để họ chạy đi xa, một vầng sáng màu bạc bỗng bắn ra từ trong tay người kia. Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy ánh sáng bạc đó bắn ra theo độ cong kỳ lạ điên cuồng chém vào đầu các võ sĩ Vi Hào đó. Chỉ thoáng chốc mặt biển đã nhuốm màu đỏ của máu. Dám xúc phạm Hoa Quốc thì sẽ bị trừng phạt. Giọng Tiêu Chính Văn bỗng vang lên khắp bốn phương. Võ giả trên khắp thế giới không khỏi chấn động khi nghe thấy giọng nói đầy tức giận này. Quả nhiên Hoa Quốc vẫn còn cao thủ. Đám người vốn dĩ còn định xem kịch hay của Hoa Quốc lúc này cũng kinh hoàng đến cực điểm. Chỉ một đòn tấn công mà đã giết một cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao trên mặt biển. Hơn nữa tất cả võ sĩ cùng đến với hắn đều bị giết. Đây là có bản lĩnh cao đến mức nào? Cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, thậm chí còn cao hơn. Chương 2544. Cho dù lúc này có người nói Hoa Quốc vẫn còn cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đang lánh đời cũng không ngoa. Đông Phương Tuyết Ngưng đang đuổi đến dọc biển phía đông cũng không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cô ta đã đoán được thân phận của đối phương. Ngoài Tiêu Chính Văn thì còn ai có can đảm đứng ra trong lúc cực kỳ nguy hiểm này. Ngay cả mấy người trưởng lão võ tông theo dõi tình hình trận chiến phía trước ở Thiên Tử Các cũng đều ngơ ngác. Không ai có thể ngờ lúc này lại có người đứng ra vì Hoa Quốc. Người này chắc chắn không phải là Tiểu Thái Tông, tôi nghĩ người này rất giống một người khác. Thiên Tử nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trầm giọng nói. Tần Vũ cũng tỏ ra ngờ vực, trước đó bảo người làm giả chuyện Tiểu Thái Tông là kế hoạch do anh ta và đại trưởng lão võ tông bày ra.
thanh niên một chiêu đánh bại Đàm Hồng trong đại hội võ lâm đó. Mặc dù đủ để làm chấn động bốn phương, nhưng có thế nào họ cũng không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến mức này. Không lâu sau, Tần Vũ và đại trưởng lão cũng cùng lúc nghĩ đến một người, Tiêu Chính Văn. Đến khi mọi thứ ổn định lại, rất nhiều người dân dọc biển phía đông vui mừng đến mức bật khóc. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung thì bóng dáng đó đã biến mất không thấy đâu. Đêm đó, trong năm đại danh sơn cũng xuất hiện các hiện tượng lạ, bỗng chốc có vầng sáng bao bọc cả trời. Rất nhiều cường giả cảnh giới thiên thần ba sao, thậm chí là bốn cao đều lần lượt quay về. Nghe nói còn cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới bán bộ nhân vương cũng quay về cùng. Đồng thời những người về từ ngoài lãnh thổ còn mang theo một tin tức động trời quay về. Lần này người về từ ngoài lãnh thổ không chỉ là cường giả cảnh giới thiên thần đỉnh cấp, mà còn có thú dữ ngoài lãnh thổ cũng cùng bước vào giới thế tục qua con đường dẫn đến thế tục đó. Hơn nữa thiên đạo minh ước còn phát một bức thư tay bảo cường giả ở khắp nơi trên thế giới buông bỏ ân oán, kết hợp lại với nhau cùng chống lại kẻ mạnh. Tin tức này vừa được đưa ra lập tức dậy lên làn sóng xôn xao. Gì cơ, cách đây một tiếng, người nước Phi Hào đi vào vùng biển Hoa Quốc muốn giết hại người dân Hoa Quốc, chỉ chốc lát sau đã bảo chúng ta bắt tay làm hòa với chúng. Vậy thì chẳng phải chiến tướng Hoa Quốc đã đổ máu vô ích rồi sao? Hừ, vừa rồi khi người dân Hoa Quốc sắp bị tàn sát, họ ở đâu? Giờ trên mạng toàn là những lời lẽ phê phán năm đại danh sơn. Đối mặt với vô số hoài nghi của người dân, năm đại danh sơn lại hoàn toàn không để ý đến. Càng có một viện trưởng của năm đại danh sơn đứng lên nói chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Thú dữ ngoài lãnh thổ mới là kẻ thù lớn nhất hiện giờ. Thế nên chúng ta phải buông bỏ mọi ân oán, đoàn kết tất cả sức mạnh có thể lại với nhau. Sau đó từng tin tức chấn động truyền đến. Thậm chí có người nghi ngờ thiên đạo minh ước cố ý thả thú dữ ngoài lãnh thổ ra gây rối thế giới. Nhưng cho dù có phải là âm mưu của thiên đạo minh ước hay không thì ngày hôm sau khắp nơi trên thế giới đều đăng từng mẩu tin tức khiến người ta chấn động. Mỹ Lục, một quân đội hàng chục nghìn người bị một con hổ răng kiếm trắng tấn công, sau một đêm chỉ còn lại hàng nghìn thi thể. Hổ răng kiếm lại không hề hấn gì đi sâu vào trong núi. Âu Lục, một tổ đội đặc chiến được lập thành từ hàng trăm người gặp phải một con mãng xà khổng lồ dài mấy chục mét khi đang trong quá trình tập luyện dã ngoại. Sáng hôm sau khi Tổng cục nhận thấy mất liên lạc với tổ đội đặc chiến này đã cử người đến kiểm tra, chỉ phát hiện mấy trăm thi thể và một máy ghi hình. Chương 2545. Chỉ trong thời gian ngắn, người ở khắp nơi trên thế giới đều hoảng loạn. Không ít nước lớn cũng chủ động lên tiếng trên trường quốc tế ủng hộ Liên minh Thế giới lần này, thậm chí có người chủ động yêu cầu Hoa Quốc và Vi Hào bắt tay hòa hoãn với nhau. Đọc những tin tức này, thiên tử cũng hết sức lo lắng. Tình hình phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Cho dù lần này có phải là thiên đạo minh ước cố ý hay không thì con đường duy nhất hiện giờ là phái người đến bàn bạc đối sách với võ giả các nước. Phải diệt trừ mối nguy hiểm sắp xảy ra trước khi người dân Hoa Quốc bị thú dữ tấn công. Nhưng thiên tử vẫn chưa kịp đưa ra quyết định thì thiên sơn đứng đầu năm đại danh sơn đã có người đứng ra lên tiếng. Lãnh thổ Hoa Quốc cũng sẽ bị thú dữ tấn công. Thế nên thiên sơn tôi quyết định cử người thương lượng với Vi Hào, hai bên cùng bắt tay với nhau chống lại tình hình loạn lạc này. Những lời này đã dậy lên sự náo động trong cả nước. Nhưng chưa đến một tiếng sau, lại có thêm một tin tức khiến dân mạng bùng nổ. Một ngày sau, bên phía Vi Hào cử người đến thăm hỏi Võ Tông Hoa Quốc, hơn nữa năm đại danh đã bảo đại diện đến đón. Năm đại danh sơn vẫn không có giới hạn, đám khốn nạn này vừa giết người Hoa Quốc chúng ta. Bây giờ lại muốn chúng ta đi đón chúng. Hừ, tôi thà bị thú dữ giết chết cũng tuyệt đối không muốn để người Vi Hào bước lên lãnh thổ của nước ta. Đúng, kẻ xâm phạm Hoa Quốc đều sẽ chết, không đánh cho chúng rớt hết răng đã là tốt lắm rồi. Mặc dù trên mạng cứ liên tục có những lời lẽ phản đối. Nhưng lời nói của người dân bình thường không thể tác động được đến quyết định này của năm đại danh sơn. Đêm hôm đó khắp nơi trên cả nước cũng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Ở nơi nào đó của Tây Bắc, một gia đình ba người đi dã ngoại, kết quả sáng hôm sau lại có người phát hiện chỉ trong một đêm gia đình ba người này trở thành ba bộ xương. Hơn nữa còn chết trong tình trạng vô cùng thê thảm, máu thịt cả người đều bị thú dữ không rõ tên ăn sạch, chỉ để lại bộ xương trắng toát.
Chuyện tương tự gần như xảy ra cùng một lúc ở khắp nơi trên cả nước. Ngay tại thành phố cổ của Sơn Thành, một con rắn khổng lồ to hơn cả chậu nước chặn con đường chính của thành phố cổ, ngay cả tông môn của một tông môn lớn gần đó cũng hết sức hoảng sợ. Trong khoảng thời gian võ tông ở Sơn Thành bảo người chạy đến hiện trường thì lại có nhiều người dân bị rắn độc tấn công, chết dưới miệng con rắn khổng lồ. Bên phía Sơn Thành lập tức cử ra lượng lớn quân cảnh, giới nghiêm toàn diện khu vực xảy ra chuyện. Anh Tiêu, lại có chuyện lớn rồi. Chu Lâm Lâm vừa chạy vào sân sau vừa lớn tiếng gọi. Sao thế? Nghe thế Tiêu Chính Văn buông cuốn sách trong tay xuống nhíu mày hỏi. Rắn khổng lồ. Hơn nữa đã nuốt liên tục hàng trăm người rồi. Chu Lâm Lâm lấy điện thoại ra rồi đưa cho Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy một con rắn cực lớn dài hàng trăm mét đang đối đầu với một ông lão tóc bạc. Chương 2546. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn con rắn lớn, anh đã từng nhìn thấy loại mãnh thú khổng lồ này trên chiến trường ngoài lãnh thổ, nhưng đây là loài chỉ có ở vùng ngoài lãnh thổ. Việc này chứng tỏ rằng ai đó đã cố ý đưa những con mãnh thú này từ vùng ngoài lãnh thổ vào giới thế tục. Ở vùng ngoài lãnh thổ, đám mãnh thú này không thể làm nên sóng to gió lớn gì, nhưng khi chúng xuất hiện ở giới thế tục thì lại khác. Dù một con rắn hay một con thằn lằn to như quả đồi nhỏ cũng có thể gây ra thương vong rất lớn. Ngay cả quân đội cũng sẽ bất lực trước những con mãnh thú này. Tuy nhiên, rõ ràng ông lão đối đầu với con rắn không phải người thường. Ông lão nhấc tay, thanh kiếm xuất hiện, sau đó lập tức chém về phía con rắn một nhát. Nhìn thấy cảnh này, Chu Lâm Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây cũng chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Hôm nay là rắn, còn ngày mai, ngày kia thì sao, anh Tiêu, Sơn Thành của chúng ta có, Chu Lâm Lâm vô thức nhớ tới tin tức mà cô ấy đọc được lúc sáng, tại một thị trấn phía Tây Bắc, hàng trăm con mãnh thú xuất hiện trong một đêm. Trong vòng chưa đầy một giờ, toàn bộ thị trấn đã bị tàn sát. Nếu cảnh tượng này cũng xảy ra ở Sơn Thành thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Không đâu, võ tông gần Sơn Thành sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra. Sau này mọi người khi ra ngoài nhất định phải cẩn thận hơn, một khi gặp nguy hiểm lập tức gọi cho tôi ngay. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Lúc này, năm đại danh sơn cuối cùng cũng đã lên tiếng với cả nước thông qua các phương tiện truyền thông. Hơn nữa còn đảm bảo nhất định sẽ cử các cao thủ đến trấn giữ các thành phố lớn trên cả nước để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Sau khi Tiêu Chính Văn nhìn thấy tin tức, không khỏi bật cười lạnh lùng. Năm đại danh sơn sao lại có lòng tốt như vậy, bọn họ rõ ràng muốn dùng cách này khống chế toàn bộ Hoa Quốc trong lòng bàn tay. Để nhằm chống lại giới chính trị, chỉ là trước mắt không phải lúc tính toán rõ ràng với năm đại danh sơn. Vì vậy, Tiêu Chính Văn cũng không để ý tin tức này. Trở về Long Kinh chưa bao lâu, ông cụ Quý đã chủ động gọi điện cho Tiêu Chính Văn, hy vọng có thể gặp Tiêu Chính Văn ở Long Kinh. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lúc, sau đó đồng ý với yêu cầu của ông cụ Quý. Sáng sớm hôm sau, anh ngồi máy bay đến Long Kinh. Vừa bước ra khỏi sân bay, đập vào mắt Tiêu Chính Văn là cảnh tượng hàng chục ngàn người dân Long Kinh dương cao biểu ngữ, vây kín chật kín toàn bộ sân bay. Chuyện này là thế nào? Tiêu Chính Văn quay lại nhìn ông cụ Quý đến đón anh, rồi hỏi. Hai, không phải năm đại danh sơn thì ai vào đây nữa? Trước đây, tôi chỉ cảm thấy nhân phẩm của năm đại danh sơn có chút vấn đề, nhưng tôi không thể ngờ được rằng bọn họ lại không có chừng mực đến vậy. Chương 2547. Tối hôm qua, mới đánh nhau một trận lớn, chớp mắt họ đã bắt tay làm hòa với người Vi Hào. Đừng nói là người dân Long Kinh. Ngay cả tôi cũng cảm thấy hành động của bọn họ thật không biết xấu hổ. Ông cụ Quý vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong đoàn người đang biểu tình, có người không ngừng cao giọng hét lớn mấy lời kiểu thể sống chết không đội trời chung với người Vi Hào. Mặc dù giọng hò hét ngày một lớn hơn, nhưng trong phòng chờ của sân bay, mấy người Vi Hào ăn mặc như những võ sĩ lại làm như không thấy mà nở nụ cười khinh miệt. Người đàn ông trẻ đứng đầu là Yamamoto Keiichi, hiện là thủ lĩnh của thế hệ trẻ Vi Hào. Hơn nữa hắn là đệ tử của tên võ sĩ Vi Hào bị Tiêu Chính Văn chém chết đêm qua. Hừ, đúng là thế sự xoay vần. Đêm qua, mảnh đất mà sư phụ chúng ta không thể đặt chân lên, chỉ trong vài giờ lại coi chúng ta như khách quý. Ôi, thật nực cười. Yamamoto Keiichi không hề để ý đến tiếng la hét bên ngoài. Những người dân bình thường này, thấp cổ bé họng,
chẳng thể thay đổi được gì. Không nói đến họ, ngay cả giới chính trị cũng không thể thay đổi được quyết định của năm đại danh sơn. Yamamoto, dù sao chúng ta cũng mới xảy ra tranh chấp với Hoa Quốc đêm qua, bây giờ lại xuất hiện ở sân bay Long Kinh sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Một thanh niên mặc vest đen ở bên cạnh cau mày hỏi. Thật ra trong nhóm có không ít người có cùng suy nghĩ này. Đêm qua, quả thật đã có một cao thủ của Hoa Quốc ra tay, còn giết chết sư phụ của bọn họ ngay tại chỗ. Nếu lần này, người đó lại ra tay với bọn họ, thì kết quả chẳng cần nghĩ cũng biết. Murayama, cậu lo lắng quá nhiều rồi. Lần này, thiên đạo minh ước đích thân ra lệnh, yêu cầu những người trở về giới thế tục như chúng ta phải bắt tay với nhau đối phó với mãnh thú ở trên khắp nơi trên thế giới. Mãnh thú ngoài lãnh thổ hung tàn như thế nào, tôi nghĩ không tôi cần nói, tin tức cũng đã trình bày rất rõ ràng. Để bảo toàn thể diện của năm đại danh sơn, bọn họ không thể không bỏ qua chuyện ân oán, bắt tay với chúng ta. Trong trường hợp này, cậu cho rằng bọn họ sẽ để cho chúng ta gặp chuyện sao? Yamamoto Keiichi lạnh lùng cười nói. Thật ra phía sau toàn bộ chuyện này đều có dính dáng tới thiên đạo minh ước. Cho dù những con mãnh thú này bị ai đó cố tình thả ra, hay chúng chạy vào từ con đường nối với vùng ngoài lãnh thổ vào đây, thì chúng cũng sẽ là một cái cớ hoàn hảo để Võ Tông leo lên trung tâm quyền lực ở mỗi quốc gia. Mà Võ Tông của Hoa Quốc, tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tuyệt vời này. Vượt qua giới chính trị, lấy danh nghĩa Võ Tông Hoa Quốc, vứt bỏ mối hiềm khích cũ với Vi Hào chính là khởi đầu của việc giành lấy quyền hành ở Hoa Quốc. Tại thời điểm mấu chốt này, sao bọn họ có thể xảy ra chuyện được? Nghe vậy, những người Vi Hào còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 2548. Kỳ thật bọn họ cũng chỉ hơi lo lắng thôi, trong lòng vẫn là tràn đầy vẻ khinh thường Hoa Quốc. Mới hôm qua hai bên còn quyết chiến một trận sinh tử trên biển, hơn nữa bất tử quân của Hoa Quốc còn bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng trong nháy mắt, lại coi bọn họ là khách quý, việc này quả thật là đang chà đạp uy danh của Hoa Quốc. Đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra, đoàn người do Triệu Thiên Hòa dẫn đầu đẩy cửa bước vào. Ông Triệu, đã lâu không gặp, Yamamoto Keiichi mỉm cười đứng dậy, đưa tay về phía Triệu Thiên Hòa. Tuy rằng Yamamoto luôn luôn kiêu ngạo, nhưng dù sao Triệu Thiên Hòa cũng có thân phận đặc biệt, ở trước mặt ông ta, Yamamoto cũng phải kiềm chế phần nào. Cậu Yamamoto đi lại vất vả rồi, Triệu Thiên Hòa cũng đưa tay ra bắt tay Yamamoto. Ông Triệu quá lời, chuyến đi lần này của chúng tôi cũng là vì người dân thế giới, bất kể là người Hoa Quốc hay người Vi Hào, đều không muốn bị mãnh thú giết hại, có điều trong khoảng thời gian ở Hoa Quốc, phiền ông Triệu quan tâm một chút. Yamamoto Keiichi mỉm cười nói. Thực ra, hắn chỉ đang giả vờ. Nhưng như hắn đã nói, bây giờ mãnh thú ở khắp nơi, Hoa Quốc không thể một mình đơn độc chiến đấu được. Các nước bắt buộc phải đoàn kết với nhau. Dưới tình hình như vậy, năm đại danh sơn chắc chắn sẽ đảm bảo họ an toàn khi ở Hoa Quốc. Cậu Yamamoto quá lời rồi. Triệu Thiên Hòa tôi dám đảm bảo, ở Hoa Quốc tuyệt đối không ai dám động vào một sợi tóc của cậu Yamamoto, đặc biệt là ở Long Kinh. Triệu Thiên Hòa vô cùng tự tin nói. Dù sao ông ta cũng đại diện cho Võ Tông Hoa Quốc, mà bàn về thực lực, trong Võ Tông ông ta cũng có một vị trí nhất định. Sở dĩ lần này Võ Tông Hoa Quốc phái ông ta đi cũng chính là đã nhìn chúng thực lực của ông ta. Ngay cả khi một số môn phái không hài lòng với việc này, cũng sẽ không bao giờ dám có những hành động đi quá giới hạn trước mặt ông ta. Ông Triệu, những người ở bên ngoài hình như không chào đón chúng tôi lắm. Yamamoto Keiichi chỉ vào những người biểu tình ở cửa và nói. Cậu Yamamoto không phải lo lắng về chuyện đó, chẳng qua chỉ là một số người tầng lớp thấp kém. Quyết định của Võ Tông, ngay cả thiên tử cũng không can thiệp vào được, huống chi là bọn họ. Xin mời, chúng tôi đã chuẩn xong bị một bữa tiệc ở khách sạn Vạn Thịnh để chào đón mọi người. Triệu Thiên Hòa nói xong liền xoay người bước ra khỏi phòng chờ. Mấy người Yamamoto Keiichi cũng đi theo Triệu Thiên Hòa, cùng nhau bước ra khỏi phòng khách. Những người biểu tình vây quanh cổng sân bay vừa nhìn thấy đám người Yamamoto Keiichi, lập tức bắt đầu mắng chửi. Chương 2549. Đuổi những tên khốn kiếp này cút về Vi Hào đi, Hoa Quốc chúng ta không hoan nghênh bọn chúng. Người của Võ Tông không muốn báo thù cho những người lính đã hy sinh của Hoa Quốc thì đã đành, lại còn muốn mời những tên này đến.
Rất nhiều người chỉ tay vào đám người Triệu Thiên Hòa chửi bới. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Thiên Hòa khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn đoàn người biểu tình ở ngoài cửa. Chỉ một phút trước, ở trước mặt Yamamoto Keiichi, ông ta còn thể thốt có thể đảm bảo an toàn cho tất cả bọn chúng. Nhưng khi vừa ra đến cửa, mấy người Yamamoto Keiichi đã bị mấy người biểu tình chỉ vào mũi mắng mỏ. Đây không phải là vả vào mặt ông ta sao? Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Hòa lạnh lùng hừ một tiếng. Dù sao ông ta cũng là cường giả thiên thần huyền cấp 2 sao, tuy rằng tu vi của ông ta không phải cao nhất Hoa Quốc, nhưng khí thế của một cường giả cảnh giới thiên thần mạnh đến mức nào? Câm miệng, Hoa Quốc luôn coi trọng lễ nghĩa, các người lại ở đây chửi mắng khách quý của Hoa Quốc, là có ý đồ gì? Tiếng gầm của Triệu Thiên Hòa vừa vang lên, đoàn người vừa nãy còn chỉ trích võ tông lập tức yên lặng. Chỉ một tiếng gầm đã khiến hàng trăm người đổ máu, thậm chí một số cụ già thể lực kém ngất xỉu tại chỗ. Suy cho cùng, những người đến biểu tình cũng chỉ là những người bình thường. Trong số đó hoàn toàn không có một cao thủ võ tông nào, sao có thể chống lại áp lực uy hiếp cường đại của Triệu Thiên Hòa. Thấy mọi người đều yên lặng, Triệu Thiên Hòa cười khẩy, dẫn theo đám người Yamamoto Keiichi vênh váo ra khỏi sân bay, ngồi lên một chiếc ô tô hạng sang, nghênh ngang rời đi. Một lúc lâu sau, một thanh niên trong đoàn người mới siết chặt nắm đấm nói, hừ. Đúng là đám người ăn cây táo rào cây sung, nếu như vua Bắc Lương ở đây, bọn chúng sao dám làm ra chuyện này. Hừ, những người này còn không bằng đầu ngón tay của vua Bắc Lương. Bọn chúng chỉ dám giết người của mình. Gọi cấp cứu đi, ông cụ bên kia nguy rồi. Một người đàn ông trung niên chỉ vào cụ già râu tóc bạc phơ ngã trên vũng máu cách đó không xa hét lớn. Cảnh tượng này khiến cho tất cả dân chúng Hoa Quốc có mặt ở đó đều không khỏi thầm nghĩ đến dáng vẻ hiên ngang năm đó. Nếu vua Bắc Lương không ở ẩn thì hôm nay kẻ nào dám coi thường những người lính đã hy sinh tính mạng cho đất nước, ngang nhiên mời võ giả của nước địch đến. Không ít người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiêu Chính Văn đẩy lui liên quân năm nước. Nhớ năm đó, chỉ cần là quân địch đặt chân lên nửa tấc đất của Hoa Quốc đều bị giết chết trên đường bỏ chạy, không một ai may mắn trốn thoát. Nhưng bây giờ, lấy danh nghĩa bảo vệ người dân Hoa Quốc, những người võ tông này lại cúi đầu khúm núm trước người Vi Hào. Tôi nghe nói người của võ tông đang mở tiệc chiêu đãi các võ sĩ Vi Hào. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ bước ra khỏi sân bay, phía sau có 4-5 thanh niên mặc vest đen. Chương 2550. Một ông già tóc trắng và một cô gái trẻ đang thảo luận điều gì đó bên cạnh. Một thanh niên trong đám người bước lên một bước nói. Không sai, vừa nãy người của võ tông đã dẫn theo các võ sĩ Vĩ Hào đi mất, hơn nữa còn dùng công pháp đặc biệt làm chấn thương rất nhiều người. Vừa nói, nam thanh niên vừa chỉ tay về phía một số người biểu tình đang chảy máu mũi máu miệng ở bên cạnh. Tiêu Chính Văn liếc nhìn đám người bị Triệu Thiên Hòa đánh bị thương, cau mày nói, hả? Bọn họ đi đâu rồi? Bọn họ đã đi theo đường này, nếu tôi không nhầm thì có lẽ đã đến khách sạn Vạn Thịnh. Người thanh niên chỉ về hướng khách sạn Vạn Thịnh và nói. Quý Sương Nhi ở bên cạnh nhìn thấy trong mắt Tiêu Chính Văn lờ mờ lóe lên tia sát khí, sắc mặt biến đổi. Quý Thiên Hà cũng nhìn thấy sát khí từ trên người Tiêu Chính Văn, vì vậy ông ta vội vàng tiến lên nói, cậu chủ năm, trong nhà đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về, kẻo rượu thịt nguội mất. Câm miệng, Tiêu Chính Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn Quý Thiên Hà. Sau đó nhìn về phía đoàn người biểu tình nói, mọi người đi theo tôi, hôm nay tôi nhất định phải lấy công bằng cho mọi người. Cái gì, đòi công bằng cho chúng tôi sao? Nhưng bọn họ là người đại diện cho năm đại danh sơn. Giữa đám đông, một người đàn ông trung niên chen lên lo lắng nói. Mặc dù người trước mặt phong thái hiên ngang, vừa nhìn thoáng qua cũng có thể biết được xuất thân bất phàm. Nhưng người bên kia là người của năm đại danh sơn. Họ gần như đại diện cho toàn bộ võ tông. Chỉ dựa vào một người trẻ tuổi làm sao có thể đòi lại công bằng cho họ. Không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Vì vậy, người đàn ông trung niên này mới khuyên nhủ. Cho dù là năm đại danh sơn cũng không thể tùy ý ức hiếp người dân Hoa Quốc. Ngay khi những lời này nói ra, mọi người có mặt đều lập tức im lặng. Cậu chủ năm, chuyện này không có liên quan gì đến chúng ta. Nhà họ Quý cũng không thể công khai đối đầu với võ tông được. Hơn nữa, người tới đón đại diện của Vi Hào lần này là Triệu Thiên Hòa đấy. Trước kia, Tiêu Chính Văn và Triệu Thiên Hòa đã từng kết thù.
Nếu hôm nay lại ra tay giết những người đại diện của Vi Hào trước mặt ông ta, tương đương với việc ép Triệu Thiên Hòa ra tay với Tiêu Chính Văn. Lần trước, sở dĩ Triệu Thiên Hòa phải nhìn cục tức đó hoàn toàn là do thế lực của nhà họ Quý. Nhưng lần này, Tiêu Chính Văn ra tay giết người đồng nghĩa với việc coi thường quyết định của Võ Tông. Ngay cả khi Triệu Thiên Hòa ra tay giết chết Tiêu Chính Văn thì nhà họ Quý cũng không thể ngăn cản ông ta. Mặc dù sống chết của Tiêu Chính Văn không liên quan gì đến nhà họ Quý, nhưng hiện giờ Tiêu Chính Văn vẫn đại diện cho nhà họ Quý. Đến lúc đó, toàn bộ nhà họ Quý sẽ bị Võ Tông xóa sổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.